Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 32. Nhìn mấy chục vị cường giả đỉnh cao trước mặt, vẻ mặt Nam Cung Tuyết trở nên nghiêm nghị, cô ấy nắm chặt tay Diệp Quân, cô ấy biết hai người họ chắc chắn không phải là đối thủ của những người này. Nhưng cô ấy không hề sợ. Cùng lắm chỉ là chết thôi mà. Diệp Quân lại vô cùng bình tĩnh, không phải bởi vì hắn đã có chỗ dựa, mà là vì hắn đã có cách đối phó. Hắn có 3 cách đánh. Cách thứ nhất, đánh được thì lao vào đánh, không cần nhiều lời. Cách thứ hai, không đánh nổi thì giảng đạo lý trước, sau đó mới đánh. Cách thứ ba là thật sự không thắng nổi thì lẩn tránh. Ông lão cầm đầu là một vị đại đế, cũng là đại trưởng lão của Tuyết tộc, tên Tuyết Phong. Lúc này, sắc mặt của ông ta và đám cường giả Tuyết tộc phía sau vô cùng lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Đánh thế tử Tuyết tộc, còn dám cướp hôn, đây là sỉ nhục Tuyết tộc một cách trắng trợn. Tuyết tộc chưa bao giờ chịu nỗi nhục lớn như vậy. Tuyết Phong nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã tiến lên một bước, quát lớn, các ngươi thật to gan. Đám người Tuyết Phong sững sờ. Nam Cung Tuyết cũng giật mình trước tiếng quát của Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân với vẻ kinh ngạc. Diệp Quân nhìn Tuyết Phong, cười nhạo, Tuyết tộc nhỏ bé mà cũng dám truy sát ta sao? Ai cho các ngươi dũng khí này hả? Nghe vậy, sắc mặt Tuyết Phong trở nên khó coi, người phía sau ông ta định ra tay nhưng đã bị ông ta chặn lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi là ai? Ông ta cũng vô cùng kinh ngạc, người này thật kiêu ngạo, e rằng phía sau còn có người chống đỡ. Diệp Quân không nhiều lời, phóng võ ý mạnh mẽ của mình ra. Bùm! Khí tức võ thần vừa phóng ra, sắc mặt đám người Tuyết Phong lập tức thay đổi, Tuyết Phong run rẩy nói, ngươi, khí tức võ đạo này, ngươi là người của võ tông ư? Diệp Quân khinh thường nói, cút! Nghe vậy, đám người Tuyết Phong vừa tức giận vừa sợ hãi. Tuyết Phong lập tức nói, làm phiền rồi. Nói xong, ông ta dẫn đám cường giả Tuyết tộc quay người rời đi. Không chút do dự. Diệp Quân nói, đợi đã. Nghe vậy, Tuyết Phong dừng bước, quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ khó hiểu. Diệp Quân nhìn Tuyết Phong, cứ đi vậy sao? Tuyết Phong trầm giọng nói, người có ý gì? Diệp Quân nói thẳng, để nhẫn không gian lại. Đám người phía sau Tuyết Phong vô cùng tức giận. Khí tức thần đế phóng thẳng lên trời, rung chuyển trời đất. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, nắm chặt hai tay, không nói gì. Diệp Quân nhìn ông ta không chút sợ hãi, không để lại thì Tuyết tộc sẽ bị diệt, ông tin không? Tuyết tộc chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy. Đám cường giả Tuyết tộc phía sau Tuyết Phong vô cùng tức giận, muốn ra tay nhưng bị Tuyết Phong ngăn lại. Ông ta nhìn Diệp Quân, cười nói, chuyện này là do Tuyết tộc ta sai. Nên đền bù tổn thất là phải. Nói xong, ông ta tháo nhẫn không gian của mình ra. Nhưng đám cường giả Tuyết tộc sau lưng ông ta không nhúc nhích, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Quân với ánh mắt nảy lửa. Tuyết Phong quay người, liếc nhìn đám cường giả phía sau, mặc dù bọn họ không cam lòng nhưng cũng phải tháo nhẫn không gian ra. Tuyết Phong quay lại nhìn Diệp Quân, sau đó dẫn theo đám cường giả Tuyết tộc rời đi. Diệp Quân thu nhẫn không gian lại. Hắn nhìn qua trong nhẫn tổng cộng có hơn 3.000 vạn linh nguyên. Diệp Quân lắc đầu thở dài, Tuyết tộc này nghèo thật. Đại đế mà chỉ có 1.000 vạn linh nguyên, không biết sống thế nào nữa. Nam Cung Tuyết bên cạnh Diệp Quân cũng lắc đầu, 1.000 vạn linh nguyên ở loạn tinh giới đã được coi là một khoản tiền lớn lắm rồi. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo Nam Cung Tuyết xoay người rời đi. Trên đường, Nam Cung Tuyết hỏi, huynh là người võ tông thật sao? Diệp Quân cười nói, cô đoán xem. Nam Cung Tuyết lắc đầu, không phải. Diệp Quân hơi bất ngờ, sao cô biết? Nam Cung Tuyết mím môi cười, huynh không phải là người võ tông, cũng không phải người loạn tinh giới, huynh từ bên ngoài vào phải không? Diệp Quân dừng bước, hắn quay lại nhìn Nam Cung Tuyết, Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng nói, nếu huynh là người của loạn tinh giới thì sẽ không giả mạo người võ tông. Diệp Quân cười nói, võ tông mạnh lắm sao? Nam Cung Tuyết gật đầu, rất rất mạnh. Cô ấy nắm chặt tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, chúng ta rời khỏi đây đi. Diệp Quân không biết võ tông đáng sợ đến mức nào, nhưng Nam Cung Tuyết biết Diệp Quân mạo danh người võ tông, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với việc giết Tuyết Trần. Đây cũng là lý do tại sao Tuyết Phong kia không dám ra tay, bởi vì ở đây không ai dám đắc tội với võ tông.
chứ đừng nói đến việc giả mạo võ tông. Nhìn Nam Cung Tuyết bồn chồn bên cạnh, Diệp Quân khẽ cười nói, ta chưa thể về được. Nam Cung Tuyết khó hiểu nói, tại sao? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, ta phải trở thành đại đế ở đây mới được. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, huynh là thiếu gia của thế lực nào đó xuống núi tu hành sao? Diệp Quân cười, coi là vậy đi. Nam Ngạo Tuyết hơi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, nhà các huynh, mạnh đến mức nào? Diệp Quân chớp mắt, khá mạnh. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm mặt hỏi, ông già kia không ngốc, lát nữa có thể sẽ phát hiện ra điều bất thường rồi quay lại giết chúng ta cũng nên, chúng ta mau tìm chỗ tu luyện cho tốt đi. Nam Cung Tuyết nói, huynh có đá tỷ kiếp, chúng ta đến bí cảnh. Cô ấy kéo Diệp Quân, đi theo ta. Chẳng mấy chốc, cả hai đã biến mất trên bầu trời. Loading in progress. Nghe Thiên Hà nói vậy, Trần Võ nhất thời bật cười ha hả, nói hay lắm, nếu hắn không làm chuyện ác, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, cứ để hắn làm đệ tử của võ tông thì đã sao. Chút mưu mô này võ tông ta vẫn có mà, con đi đi. Thiên Hà khẽ cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi. Trần Võ nhìn Thiên Hà rời đi, khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nam Cung Tuyết đưa Diệp Quân đến một mảnh tinh không, bởi vì có đá tỷ kiếp nên mặc dù hai người gặp phải nhiều lôi kiếp trên đường nhưng đều tránh được một cách hoàn hảo. Trong tinh không, Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đi về phía xa, Diệp Quân hỏi, đây là đâu? Nam Cung Tuyết trả lời, bí cảnh tinh hải. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, bí cảnh tinh hải ư? Nam Cung Tuyết mỉm cười giải thích nói, sau trận đại chiến năm đó, rất nhiều thế lực tông môn cổ xưa bị sa sút. Sau đó lại vì nguyên nhân lôi kiếp, địa bàn tông môn của bọn họ đều trở thành khu vực cấm. Nếu không có đá tỷ kiếp thì dù có là một đám cường giả đại đế cũng không dễ dàng bước vào được. Suy cho cùng, những tông môn đó mặc dù sa sút, nhưng không ai dám đảm bảo bọn họ có để lại cường giả tuyệt thế nào hay không. Diệp Quân nói, tiến vào bí cảnh để tu luyện sao? Nam Cung Tuyết gật đầu, đúng vậy, sau khi tiến vào bí cảnh. Chúng ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để tu luyện cho đàng hoàng, có lẽ tuyết tộc không dám tiến vào bí cảnh truy sát chúng ta đâu. Diệp Quân cười nói, cũng được. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân lại hỏi, võ tông và thánh tông. Nam Cung Tuyết nói, bọn họ cũng đến từ thế lực ở thời đại Vĩnh Sinh, hơn nữa hiện giờ bọn họ là hai thế lực duy nhất đến từ thời đại Vĩnh Sinh. Trong trận chiến năm đó, vô số thế lực thượng cổ bị tiêu diệt nhưng bọn họ vẫn còn sống sót. Cho nền tảng của bọn họ là thứ mà các thế lực khác không thể nào so sánh được. Diệp Quân khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy. Nam Cung Tuyết đột nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quân, hỏi, theo ta được biết, bây giờ bên ngoài là thời đại của chân vũ trụ, huynh. Đến từ chân vũ trụ sao? Diệp Quân lắc đầu, ta đến từ vũ trụ quan huyên, không phải chân vũ trụ. Nam Cung Tuyết khẽ gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Diệp Quân hỏi, cô cũng biết chân vũ trụ à? Sắc mặt Nam Cung Tuyết trở nên nghiêm túc, đương nhiên là biết, năm đó chân vũ trụ đã từng tấn công loạn tinh giới, võ tông và thánh tông vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung cũng đã liên thủ với nhau. Trận chiến đó vẫn may còn có những lôi kiếp này, nếu không, loạn tinh giới có khả năng đã bị đánh bại. Nói đến đây, vẻ mặt của cô ấy càng thêm nghiêm trọng, thực lực của đội quân viễn chinh chân vũ trụ thật sự rất lợi hại. Năm đó các vị đại đế một chọi một, cuối cùng bên phía bọn ta đã có 36 đại đế chết trận, còn bọn họ chỉ có 22 vị. Quân Viễn Trinh. Diệp Quân trầm mặc, từ trước đến giờ, khi vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ giao đấu, hắn chưa từng gặp quân Viễn Trinh, cho nên hắn cũng không rõ thực lực tổng thể của quân Viễn Trinh này. Bây giờ, sau khi nghe Nam Cung Tuyết nói vậy, hắn mới ý thức được rằng, thực lực của đội quân này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, còn cực kỳ mạnh, phải biết rằng, thực lực của đại đế ở đây rất cao, vậy mà cũng không đánh thắng được quân viễn trinh của chân vũ trụ, có thể tưởng tượng được đám cường giả viễn trinh đó khủng bố cỡ nào. Lúc hai người trò chuyện đã đi tới một đống đổ nát, trên đó có một đám mây đen lớn, trong mây đen thỉnh thoảng có sấm sét lập lòe, chiếu sáng cả tinh không. Vừa đến gần, Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đã cảm nhận được lôi uy ngập trời. Diệp Quân nhìn đám mây đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, không thể không nói, những lôi kiếp ở nơi này quá mức khủng bố,
nếu so sánh với lôi kiếp ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên thì lôi kiếp ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên chẳng khác gì trò trẻ con. Nam Cung Tuyết chỉ về phía xa, đây là bí cảnh tinh hải, nhưng ta cũng không biết bên thế lực bên trong là gì. Diệp Quân cười nói, chúng ta đi xem thì sẽ biết thôi. Vừa nói, cả hai vừa đi về phía xa, càng đến gần, lôi uy càng cường đại, đè ép khiến người ta hơi khó thở. Diệp Quân cũng hơi thấp thỏm, lôi kiếp ở đây nhiều hơn rất nhiều so với lôi kiếp ở Thượng Thanh Tông. Nếu như những này lôi kiếp đồng loạt giáng xuống thì đừng nói là hắn, e rằng ngay cả tháp gia cũng không chống đỡ được. Tuy rằng có đá tỷ kiếp nhưng lúc này cả hai đều hơi căng thẳng. Đúng lúc này, mấy chục khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ phía sau. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, là đám người Tuyết Phong đang đuổi theo. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt sắc bén như kiếm, sau lưng ông ta, đám cường giả tuyết tộc lúc này cũng vô cùng tức giận, tất cả đều lộ ra vẻ hung ác, muốn ăn thịt uống máu của Diệp Quân. Bọn họ là những cường giả đỉnh cấp, vậy mà lại bị một thằng nhóc lừa gạt. Hơn nữa, nhẫn không gian cũng bị người ta lừa mất. Đây đúng là nỗi nhục nhã vô cùng lớn với bọn họ. Nhìn thấy đám người Tuyết Phong, mí mắt của Diệp Quân khẽ giật, cũng không hề do dự, hắn kéo Nam Cung Tuyết quay người bỏ chạy về phía xa. Lúc đi qua khu vực lôi kiếp, hàng chục đạo lôi kiếp thẳng thừng giáng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đều thay đổi. Ở phía xa, đám người Tuyết Phong vội vàng dừng bước, không dám lại gần khu vực lôi kiếp. Ngay khi hàng chục đạo lôi kiếp đánh đến đỉnh đầu của Diệp Quân và Nam Cung Tuyết, dường như cảm nhận được điều gì đó, hàng chục đạo lôi kiếp đột nhiên thu lại. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm, hai người khẽ run lên, rồi biến mất ở cách đó không xa. Đám người Tuyết Phong ở cách đó không xa cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc này, một ông lão trầm giọng nói, hắn có đá tỷ kiếp. Đá tỷ kiếp. Nghe vậy, mấy người Tuyết Phong chố mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ không ngờ rằng Diệp Quân lại có thần vật như vậy. Một ông lão trong đó trầm giọng nói, hắn đã tiến vào bí cảnh tinh hải, bây giờ phải làm thế nào? Tuyết Phong nhìn xa xăm, đợi. Đợi. Tất cả cường giả của tuyết tộc đều im lặng, mặc dù biết Diệp Quân đã tiến vào bí cảnh tinh hải, nhưng bọn họ không dám tiến vào. Tuyết Phong nhìn chằm chằm bí cảnh tinh hải đổ nát phía xa, hắn sẽ phải đi ra ngoài. Đám cường giả tuyết tộc rối rít gật đầu. Sau khi đi qua khu vực lôi kiếp, Diệp Quân và Nam Cung Tuyết bước vào một đống hoang tàn, khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, vô cùng hoang vắng, có thể thấy rằng nơi đây đã từng xảy ra trận đại chiến. Nam Cung Tuyết bỗng nhiên bước nhanh tới trước một tấm bia đá, cô ấy phất tay áo, bụi bặm trên tấm bia đá lập tức bị quét sạch. Lộ ra ba chữ lớn, Tinh Hải Tông. Tinh Hải Tông. Nam Cung Tuyết quay đầu nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, có lẽ Tinh Hải Tông này bị người ta hủy diệt rồi. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một nơi cách đó ngàn trượng, nơi đó có một đại điện đổ nát, đại điện chỉ có một nửa, nửa còn lại dường như đã bị thứ gì đó chém đứt. Diệp Quân nói, chúng ta đi xem thử. Nam Cung Tuyết gật đầu. Hai người đi về phía đại điện, dọc theo đường đi, Diệp Quân phát hiện trong đống đổ nát có rất nhiều thi thể. Nhìn những thi thể đó, Diệp Quân thầm kinh ngạc, mặc dù không biết đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng những thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, giống như người sống. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, khi còn sống, những thi thể này có lẽ đều đạt tới thực lực đại đế. Diệp Quân hỏi, tại sao? Nam Cung Tuyết nói, bởi vì chỉ khi đạt tới cấp bậc đại đế mới có thể giữ cơ thể vĩnh viễn không bị thối nát. Không thối nát. Diệp Quân khẽ gật đầu, lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước đại điện đổ nát. Diệp Quân và Nam Cung Tuyết bước vào đại điện, bên trong nửa đại điện chỉ có một pho tượng người phụ nữ váy trắng, tay phải của người phụ nữ váy trắng cầm một quyển sách màu tinh không. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên cúi đầu thấp xuống. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Nam Cung Tuyết cười nói, là huynh từng nói mà. Đến những nơi như thế này thì đầu tiên phải lễ phép. Nghe vậy, Diệp Quân đột nhiên bật cười. Lúc này, pho tượng đột nhiên khẽ rung lên, sau đó, một người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước ra. Khuôn mặt Diệp Quân đông cứng. Nam Cung Tuyết vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Quân, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Sau khi người phụ nữ váy trắng xuất hiện, ánh mắt của bà ấy nhìn thẳng vào Diệp Quân bên dưới, lúc vừa nhìn thấy hắn, lông mày bà ấy lập tức nhíu chặt lại. Diệp Quân do dự một chút, sau đó khẽ hành lễ tiền bối. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, nhóc con, người thật thú vị. Diệp Quân ngờ vực, không hiểu gì. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên chậm rãi bước ra khỏi đại điện, bà ấy liếc nhìn đống hoang tàn xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, nền văn minh thần đạo của chủ nhân bút đại đạo bây giờ thế nào rồi? Diệp Quân nói, không còn nữa. Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không còn nữa sao? Diệp Quân gật đầu, bị chân vũ trụ hủy diệt rồi. Người phụ nữ váy trắng hơi nheo mắt, chân vũ trụ ư. Diệp Quân gật đầu, sau đó kể lại ngắn gọn về chuyện giữa chân vũ trụ và nền văn minh thần đạo. Người phụ nữ váy trắng nghe Diệp Quân nói xong, lập tức cười ha hả, chủ nhân bút đại đạo cũng có ngày hôm nay. Diệp Quân không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn người phụ nữ váy trắng, có thể thấy vị tiền bối này vô cùng căm hận chủ nhân bút đại đạo. Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, nói, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy nền văn minh thần đạo bị sụp đổ, thật đáng tiếc. Diệp Quân im lặng. Chuyện này hắn không thể nói nhiều, dù sao chủ nhân bút đại đạo cũng không dễ đối phó. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, bà ấy đánh giá Diệp Quân, một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu, người đã có đạo thống của mình rồi, nếu cho người đạo thống của người khác thì e rằng chỉ có thể làm phông nền. Không được, không được. Diệp Quân vội vàng kéo Nam Cung Tuyết đến sát bên, cô ấy thích hợp. Người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn Nam Cung Tuyết, nhưng không nói gì. Nói thật, bà ấy không hài lòng lắm, xét về phương diện thiên phú, chắc chắn Nam Cung Tuyết không bằng Diệp Quân, hơn nữa Diệp Quân cũng có số mệnh lớn, hoàn hảo nhưng lại là quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức truyền thừa Tinh Hải Tông cũng không xứng. Thấy người phụ nữ váy trắng im lặng, Nam Cung Tuyết hiểu ý của đối phương. Lúc này sắc mặt cô ấy u ám, nắm lấy tay Diệp Quân, cúi đầu xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết nắm tay Diệp Quân, ánh mắt của người phụ nữ váy trắng chợt thay đổi, bà ấy đột nhiên cười nói, được. Nam Cung Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, người phụ nữ váy trắng cười nói, người bằng lòng trở thành tông chủ của Tinh Hải Tông không? Nam Cung Tuyết không vội đồng ý, mà liếc nhìn Diệp Quân, hắn nhanh chóng gật đầu. Nam Cung Tuyết cười nói, được. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân, người giúp bọn ta hộ pháp. Diệp Quân khó hiểu, hộ pháp ư. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, ta muốn truyền hết tất cả thực lực của Tinh Hải Tông và tu vi đời này của ta cho nó, giúp nó trực tiếp trở thành đế. Trực tiếp trở thành đế. Diệp Quân dao động, có thể trực tiếp trở thành đế được sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân chấn động, đây chẳng phải là thừa kế di sản sao? Anh do dự một lúc rồi nói, có thể cho ta một phần được không? Nói thật, gia tộc ta đối xử với ta rất hà khắc, từ nhỏ ta đã bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, ăn không đủ no. Tiểu Tháp, thẹn thùng. Không thể không nói, Diệp Quân quả thực đã động lòng. Trực tiếp trở thành đại đế. Nếu thực hiện với hắn thì hắn đã có thể tốt nghiệp luôn rồi. Mà nếu Diệp Quân trở thành đại đế thì đám người bên ngoài là cái thá gì chứ? Khi đó, trước mặt đại đế, những cường giả khác đều như con kiến. Đừng nói đến đại đế, có lẽ ngay cả cô cũng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Nghe Diệp Quân nói vậy, người phụ nữ váy trắng lắc đầu, không được, không được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Người phụ nữ váy trắng nhoẻn miệng cười, nói thẳng, ta không muốn truyền thừa của Tinh Hải Tông trở thành của hồi môn của người khác. Bà ấy biết rất rõ, có lẽ đối với người khác. Truyền thừa của Tinh Hải Tông vô cùng quý giá, nhưng đối thanh niên kiếm tu trước mắt này thì cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu truyền thừa của Tinh Hải Tông giao lại cho hắn, cuối cùng sẽ bị ánh sáng của đạo thống trên người hắn che lấp, mà không bao lâu sau, có khả năng sẽ bị thanh niên này hoàn toàn lãng quên. Nói một cách đơn giản, không phải hắn không đủ tốt, mà là hắn quá tốt. Nhưng nếu truyền lại cho cô gái này thì lại hoàn toàn khác. Với sự giúp đỡ của kiếm tu trẻ tuổi này, tương lai cô gái chắc chắn sẽ có thể phát huy truyền thừa Tinh Hải Tông lên một tầm cao mới, thậm chí có thể gây dựng lại Tinh Hải Tông. Nghe người phụ nữ váy trắng nói vậy, Diệp Quân cũng cạn lời.
Người phụ nữ váy trắng cười nói, nó là người phụ nữ của ngươi, tặng cho nó thì khác gì tặng cho ngươi đâu. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Tuyết lập tức đỏ ửng, cô ấy hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, sư phụ, con vẫn chưa phải là người phụ nữ của huynh ấy. Người phụ nữ váy trắng cười ha hả, bà ấy liếc mắt nhìn Diệp Quân, sau đó nói, người hộ pháp cho bọn ta đi. Diệp Quân nói, tiền bối, cần bao lâu? Người phụ nữ váy trắng nói, ít nhất một canh giờ. Diệp Quân cười nói, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, người phụ nữ váy trắng nhìn về phía Nam Cung Tuyết trước mặt, còn biết lai lịch của hắn không? Nam Cung Tuyết lắc đầu. Người phụ nữ váy trắng thấp giọng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nam Cung Tuyết chậm rãi siết chặt hai tay, cô ấy nhìn người phụ nữ váy trắng, lai lịch của huynh ấy. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng nói, lai lịch của hắn rất không bình thường, vận mệnh tương lai của hắn là trời sinh, cũng đã bị người khác che giấu. Mà trong số những người ta quen biết, người có thể có được những thủ đoạn như vậy cũng chỉ có hai người, một người là Vĩnh Sinh Đại Đế người vô địch trong số những đại đế năm đó, còn một người là chủ nhân bút đại đạo. Nam Cung Tuyết nắm chặt hai tay, trầm mặc không nói gì. Người phụ nữ váy trắng nói tiếp, tương lai, người này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, nếu con đi theo hắn, hơn nữa đủ khả năng giúp đỡ hắn thì nhất định phải có được thực lực mạnh. Nếu không, cho dù con đi theo hắn, cuối cùng cũng sẽ chỉ trở thành một bình hoa di động, sau đó sẽ dần dần bị lãng quên. Nam Cung Tuyết siết chặt hai nắm đấm, mãi lâu sau mới thở dài một hơi, khổ sở nói, con có thể cảm nhận được, dường như huynh ấy không thích con lắm, hoặc là huynh ấy căn bản không hề thích con, chỉ là không nhẫn tâm từ chối con mà thôi, cho nên mới dẫn con theo như vậy. Người phụ nữ váy trắng đi tới trước mặt Nam Cung Tuyết, thấp giọng thở dài, con bé ngốc. Tuyệt đối không được quá nhiệt tình với đàn ông, con từng nghe đến câu nói này chưa? Càng dễ dàng có được thì càng không được quý trọng. Bây giờ việc con nên làm là nâng cao thực lực cho thật tốt, tạo sự nghiệp riêng, bản thân hoàn toàn tự lập, không dựa dẫm vào hắn, chẳng những không dựa dẫm, mà còn có khả năng giúp đỡ được cho hắn. Nam Cung Tuyết nhìn người phụ nữ váy trắng, nếu như huynh ấy cứ mãi không thích con thì sao? Người phụ nữ váy trắng lắc đầu cười nói, con bé ngốc. Con thích hắn là chuyện của con, hắn thích con hay không là chuyện của hắn. Không phải con cứ thích hắn thì hắn chắc chắn sẽ thích con, thế gian này không có chuyện như vậy đâu. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Tuyết gật đầu nói, con hiểu rồi ạ. Người phụ nữ váy trắng cười nói, việc con nên làm bây giờ là nâng cao thực lực, lập nên sự nghiệp. Con phải nhớ kỹ, phụ nữ chúng ta, cho dù có thích một người đàn ông đến mức nào, cũng không thể đánh mất bản thân và nhân cách độc lập của mình. Một người phụ nữ đánh mất bản thân và nhân cách của mình thì sẽ bị người khác coi thường. Nam Cung Tuyết gật đầu, con hiểu rồi ạ. Khóe môi người phụ nữ váy trắng khẽ nhếch lên, sau khi trở thành đại đế, con hãy so tài với hắn, đánh hắn một trận. Nam Cung Tuyết khó hiểu nói, vì sao ạ? Người phụ nữ váy trắng nói, phải để cho hắn biết, bây giờ con đã là đại đế. Được một đại đế yêu thích thì chắc chắn trong lòng người đàn ông sẽ rất đắc ý. Rất nhiều đàn ông đều có một ý nghĩ khá biến thái, đó là phải chinh phục được người phụ nữ mạnh hơn mình, gọi là khát vọng chinh phục, còn phải khơi dậy khát vọng chinh phục của hắn, hiểu không? Nam Cung Tuyết chớp mắt, sư phụ, người biết nhiều thứ thật đấy. Người phụ nữ váy trắng cười nói, ta còn biết rất nhiều chiêu khác nữa, sau này sẽ dạy hết cho con. Nam Cung Tuyết hơi hiếu kỳ, chiêu gì vậy ạ? Người phụ nữ váy trắng chớp mắt dí dỏm, bà ấy cúi người thì thầm bên tai Nam Cung Tuyết. Ôi! Không biết Nam Cung Tuyết đã nghe được gì, sắc mặt bỗng đỏ bừng như lửa đốt, xấu hổ che mặt, run giọng nói, nơi! Nơi đó cũng được sao? Cái này, cái này! Nhìn Nam Cung Tuyết thẹn thùng trước mặt, người phụ nữ váy trắng cười nói, đương nhiên là được. Bà ấy lại cúi người thì thầm vài câu bên tai Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết e thẹn, cơ thể lập tức run lẩy bẩy, nắm lấy tay người phụ nữ váy trắng, không dám để cho bà ấy nói tiếp, run giọng lên tiếng, sư phụ, xấu. Xấu hổ quá đi mất, chúng ta vẫn nên bắt đầu truyền thừa đi ạ. Người phụ nữ váy trắng cười nói, được. Dứt lời, bà ấy phất tay áo, bầu trời bên trên đại điện bỗng bị đánh nát, một giây sau. Bà ấy xòe bàn tay ra, đi. Dầm. Nói xong,
một tấm kính thần đột nhiên phóng lên trời, treo lơ lửng trên tinh không. Người phụ nữ váy trắng xòe bàn tay ra, tới. Rầm. Kính thần đột nhiên rung lên kịch liệt, tinh hà chấn động, sau đó, một luồng sức mạnh sao trời đáng sợ trong đó mạnh mẽ tỏa ra rồi hóa thành một chùm sáng chiếu rọi từ trên trời xuống, cuối cùng chiếu trên đỉnh đầu Nam Cung Tuyết. Rầm. Cơ thể của Nam Cung Tuyết run bần bật, một khí tức cường đại toát ra từ trong cơ thể của cô ấy. Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên cúi người chỉ tay vào lông mày của Nam Cung Tuyết. Giữa chân mày của Nam Cung Tuyết bỗng được khắc một ấn sao trời. Còn trong cơ thể cô ấy, vô số năng lượng thần bí dọc theo cánh tay không ngừng chìm vào giữa chân mày. Bùm! Nam Cung Tuyết trợn tròn hai mắt, khí tức trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, càng lúc càng đến gần cảnh giới thần đế hơn. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại truyền thừa này, nó giống như thừa kế di sản, trong thời gian ngắn đã có thể nâng cao được thực lực. Chắc chắn có những nhược điểm, nhưng chắc chắn cũng có nhiều lợi ích. Lúc này, Diệp Quân dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về tinh không phía xa, đám mây đen đột nhiên rung chuyển, một đạo lôi uy lao thẳng ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi, đây là đang dẫn dụ lôi kiếp sao? Đột nhiên, hàng chục đạo thần lôi bay ra từ trong đám mây đen, lao thẳng về phía người phụ nữ váy trắng và Nam Cung Tuyết ở đằng xa. Diệp Quân không nghĩ nhiều, đang định ra tay, nhưng lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên nói, ngươi không ngăn được lôi kiếp này đâu, để ta. Bà ấy vừa nói, vừa vung tay trái, một đạo tinh quang tỏa ra từ trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành một bức tường sao chặn trước cơ thể. Rầm rầm. Vô số đạo lôi kiếp lao đến, đánh thẳng vào bức tường sao, khiến bức tường sao bị chấn động dữ dội. Người phụ nữ váy trắng bỗng nhiên liếc nhìn đám cường giả tuyết tộc phía xa, chặn những người này lại. Một canh giờ. Một canh giờ. Diệp Quân quay lại nhìn mấy người tuyết phong, nhưng lúc này, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy trắng và Nam Cung Tuyết. Đương nhiên bọn họ biết người phụ nữ váy trắng này đang làm gì, bà ấy đang truyền thừa. Một ông lão bên cạnh Tuyết Phong trầm giọng nói, làm thế nào bây giờ? Người phụ nữ váy trắng rõ ràng là cường giả tuyệt thế, bọn họ cũng không dám manh động. Tuyết Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, lúc này bà ta đang truyền thừa cho Nam Cung Tuyết, hơn nữa còn chống đỡ lôi kiếp, căn bản không có cách nào thoát thân. Ông lão bên cạnh nhìn về phía Diệp Quân, giết hắn trước sao? Tuyết Phong lắc đầu, giết Nam Cung Tuyết và người phụ nữ váy trắng trước. Cắt đứt truyền thừa của bọn chúng. Vừa dứt lời, ông ta lao ra ngoài, mục tiêu của ông ta chính là người phụ nữ váy trắng và Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy Tuyết Phong ra tay, đám cường giả phía sau cũng không chút do dự, nhao nhao lao về phía người phụ nữ váy trắng và Nam Cung Tuyết ở phía xa. Bọn họ đều biết rất rõ, một khi Nam Cung Tuyết được truyền thừa thành công, thực lực của Nam Cung Tuyết sẽ tăng vọt. Hơn nữa người phụ nữ váy trắng cũng có thể rảnh tay chiến đấu. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của người phụ nữ váy trắng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, bọn họ muốn đoạt lấy tấm kính thần trên đầu người phụ nữ váy trắng. Nếu giết người phụ nữ váy trắng thì có thể có được thần vật bí cảnh. Nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Tuyết Phong, vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Tuyết Phong trở nên hung ác, cút. Dứt lời, ông ta phất tay áo. Một sức mạnh cường đại cuốn ra ngoài. Diệp Quân trước mắt chẳng qua chỉ là cường giả cảnh giới tiên cảnh, do đó ông ta mới không coi Diệp Quân ra gì. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đâm một nhát kiếm về phía trước. Đạo kiếm. Khoảnh khắc hắn đâm ra nhát kiếm đó, hắn thu kiếm vào vỏ, sau đó lại hung hăng chém ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Rầm. Trong tích tắc, nhát kiếm của Diệp Quân đã chém Tuyết Phong lui ra xa mấy trăm trượng. Khi ông ta dừng lại cũng hoàn toàn sững sờ, không chỉ ông ta mà đám cường giả sau lưng ông ta cũng ngơ ngác. Tuyết Phong là đại đế đấy, Diệp Quân không phải chỉ là cường giả cảnh giới tiên cảnh thôi sao? Vậy mà tên này lại chém Tuyết Phong phải lùi về sau. Cái quái gì vậy? Tất cả cường giả tuyết tộc đều kinh ngạc. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, kiếm của ngươi. Lời vừa dứt, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ trên người Nam Cung Tuyết ở phía xa. Cảnh giới thần đế. Lúc này,
Nam Cung Tuyết từ cảnh giới tuế nguyệt tiên đạt tới cảnh giới thần đế. Tuy nhiên, khí tức của cô ấy vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tuyết Phong bỗng trở nên u ám, cứ tiếp tục như vậy thì cô gái này sắp trở thành đại đế rồi. Tuyết Phong lẩm bẩm, ánh mắt toát ra sát khí đáng sợ, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, giết hắn trước đi. Chúng ta cùng xông lên. Dứt lời, ông ta dẫn theo đám cường giả tuyết tộc lao về phía Diệp Quân. Xa xa, khóe miệng Diệp Quân nhếch lên dữ tợn, hắn tiến lên một bước. Rầm. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn bỗng bốc cháy. Thiêu đốt thân xác. Diệp Quân tự biết rằng dưới tình huống bình thường thì nhục thân hiện giờ của hắn chắc chắn không phải đối thủ của những người này. Thế là hắn dứt khoát thiêu nó. Dù sao thì tự thiêu cũng tốt hơn bị đập nát mà. Khi nhục thân bốc cháy, khí tức của Diệp Quân ồ ạt tăng vọt. Từ trong cơ thể hắn, một hình nộm lao ra chém thẳng vào Tuyết Phong đi đầu, chính là con hình nộm thượng cổ hắn mang đi từ bí cảnh Thượng Thanh lần đó. Sự xuất hiện của nó khiến Tuyết Phong biến sắc kịch liệt. Quỳnh! Bị bất ngờ, ông ta không kịp đề phòng mà bị chém bay đi mấy trăm trượng. Khi dừng lại, ông ta không khỏi nhìn vết chém in hằn trên cánh tay mình với vẻ khiếp sợ. Vào giây phút hình nộm thượng cổ ra tay, Diệp Quân đã hóa thành kiếm quang lao vào mấy tên cường giả cảnh giới thần đế, sau đó bất thình lình rút kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Nhờ thiêu đốt thể xác mà sức mạnh của hắn được tăng cường rõ rệt, một chiêu này bao hàm tổng cộng 40 nhát kiếm. Khi được tung ra cùng một lúc, một luồng kiếm thế ngút ngàn và sức mạnh hùng hậu bùng nổ ở không gian phía trước Diệp Quân. Ầm, tên cảnh giới thần đế đi đầu bay véo ra ngoài, thân xác hóa thành những giọt máu li ti, linh hồn dần bị thiêu rụi như mảnh giấy trước lửa. Giết trong chớp mắt, chỉ bằng một kiếm. Những cường giả còn lại của tuyết tộc cũng bị chiêu này ép lui hơn mấy trăm trượng. Ai nấy đều hoảng sợ khi dừng lại, nhìn Diệp Quân với ánh mắt khó lòng tin tưởng. Chỉ dùng một chiêu mà giết được cảnh giới thần đế trong nháy mắt. Trong lòng họ không khác gì có sóng thần quét ngang. Diệp Quân hiện chỉ mới đến cảnh giới chân tiên nên chẳng ai thèm đặt hắn vào mắt, nào ngờ hắn lại có thể làm được việc này. Đương lúc họ đang sững sờ khiếp sợ, lại nghe Tuyết Phong la lên từ đằng xa, đứng tần ngần đó làm gì? Giết hắn! Họ nghe vậy thì không nghĩ nhiều nữa mà ầm ầm lao tới. Diệp Quân không chút lùi bước, vươn chân phải dẫm xuống hư không, mượn sức mạnh từ đó truyền tới mà vọt lên nghênh chiến. U! Tiếng kiếm minh lảnh lót réo khắp đất trời. Diệp Quân vừa lao tới, một tên cảnh giới thần đế bị chém bay đầu. Tiếp đó hắn vung kiếm sang ngang, kiếm quang túa ra, đánh bay những tên trước mặt. Không dừng lại ở đó, hắn lại liên tục vung kiếm. Nhờ có sức mạnh tăng vọt sau khi thiêu đốt thân xác nên tuy không có kiếm hành đạo nhưng hắn vẫn rất mạnh, mấy tên cảnh giới thần đế đối chiến với hắn không ngừng bị đẩy lui, nặng thì lục phủ ngũ tạng dập vỡ, nhẹ thì thân xác nứt toạc. Trong khoảnh khắc ấy, một mình Diệp Quân chấp hết mười mấy cường giả cảnh giới thần đế. Bọn họ nhìn bóng người bị bao trùm trong lửa ấy mà hoảng hốt không thôi. Sức mạnh của hắn quá mức đáng sợ, nhất là thuật bạt kiếm chồng chất kia, chỉ một nhát thôi mà không ai dám đón đỡ. Thế là chẳng ai dám bước lên ứng chiến. Diệp Quân cũng không ra tay làm gì, bởi mục đích của hắn là giữ chân những người kia cho đến khi Nam Cung Tuyết truyền thừa kết thúc. Tuyết Phong đang giao đấu với hình nộm thượng cổ ở xa, thấy vậy thì giận dữ quát, các ngươi sợ gì hả? Hắn đang thiêu nhục thân để cưỡng ép nâng cao sức mạnh, trông thì mạnh nhưng bên trong yếu ớt, chẳng được bao nhiêu lâu. Cứ tiếp tục cấu sức hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ hao hết khí lực, bỏ mình tại chỗ. Các cường giả tuyết tộc nghe vậy thì nhìn nhau, đoạn không chần chừ nữa mà muốn ra tay. Đúng lúc ấy, Diệp Quân móc một viên đá ra cầm trong tay. Đá tỷ kiếp. Những người kia thấy vậy thì sửng sốt, không biết hắn định làm gì. Chỉ thấy Diệp Quân nói, cái này cho các người đấy. Tên cường giả tuyết tộc đi đầu lập tức lao lên chộp lấy, sau đó đón nhận những ánh mắt bất thiện từ mấy người khác. Đá tỷ kiếp. Thứ này mang đi bán cũng có thể thu về hơn trăm triệu linh nguyên. Đứng trước thần vật bực này, ai có thể không động tâm. Đúng lúc này, lại nghe Tuyết Phong giống lên từ phương xa, lũ ngu. Hắn đang cố tình câu giờ, khích các ngươi giết hại lẫn nhau. Mau giết hắn đi. Diệp Quân lại nói với tên cảnh giới thần đế đi đầu, có viên đá này trong tay thì cần gì tuyết tộc nữa.
mấy người nghĩ xem, làm trâu làm ngựa cả đời ở đó có kiếm được mấy trăm triệu linh nguyên hay không? Gã ta siết chặt viên đá trong tay, sắc mặt âm trầm như đang lưỡng lự. Diệp Quân khích tiếp, có nhiều đó linh nguyên với viên đá này rồi, các người có thể hợp tác cùng nhau tìm bí cảnh, lấy thiên phú của các người thì rất có khả năng đạt đến đại đế. Còn ở lại tuyết tộc, ăn lương ba cọc ba đồng mà mơ lên tới đại đế được à? Đệt! Tuyết Phong đang giao thủ với hình nộm thượng cổ rít lên, thứ lòng dạ độc ác, dám chia rẽ tuyết tộc ta. Diệp Quân mặc kệ đối phương, lại nói với cường giả cảnh giới thần đế đi đầu, ông ta đang bị giữ chân không làm được gì rồi, các người có thể rời đi. Đợi lát hình nộm của ta không chịu nổi nữa thì chắc chắn ông ta sẽ đến cướp lấy viên đá, lúc đó ông có đưa hay không? Tên đó siết chặt hai tay như đang giãy giụa. Giờ phút này mà rời đi thì chẳng khác gì phản bội tuyết tộc. Diệp Quân mở miệng muốn nói tiếp thì người này ngắt ngang, nói thật, Diệp công tử suýt nữa đã thuyết phục được ta rồi. Diệp Quân nheo mắt, huyền khí dâng lên trong cơ thể, sẵn sàng ra tay. Đối phương nhìn hắn, cho dù ta có lấy viên đá, chúng ta rời khỏi nơi này rồi cũng sẽ vì nó mà lao vào chém giết. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, người sẽ lựa thời cơ thu hồi hình nộp, mà một khi Tuyết Phong trưởng lão thoát thân được thì ắt sẽ đi tìm chúng ta. Ông ta lắc đầu cười, Diệp công tử tính kế hay đấy, ta mà cắn câu thì chúng ta sẽ giết hại lẫn nhau rồi. Nhưng ta cũng bội phục ngươi tuổi còn nhỏ mà mưu kế đa đoan như vậy. Diệp Quân im lặng, thầm nghĩ hắn đã xem thường những người này rồi. Cường giả cảnh giới thần đế kia lại nói, chư vị, ta sẽ tạm giữ viên đá này. Chúng ta cùng hợp sức giết hắn rồi mang đá về tuyết tộc, đợi tộc trưởng quyết định. Những người còn lại đồng loạt gật đầu. Ban nãy họ suýt nữa cũng mắc mưu, nhưng nghe người này nói vậy thì mồ hôi tuôn ra như thác, chỉ biết cảm thán tên Diệp Quân này quả thật là lòng dạ độc ác, suýt nữa đã bị trúng kế rồi. Lúc này, cường giả cảnh giới thần đế đi đầu kia lao tới. Những người khác nhanh chóng đi theo, cũng vì chuyện ban nãy mà ai nấy đều nổi giận, khí thế và sát ý ùa ra càng mạnh hơn. Diệp Quân không nhiều lời nữa mà hóa thành kiếm quang vào tới. Tuy mưu kế không thành nhưng hắn cũng không phải mất công vô ích, bằng chứng là ban nãy hắn đã kịp thời ăn một viên khôi phục đan, hồi phục lại không ít khí lực. Hắn cũng không dám củ nhây nữa mà bước tới, rút kiếm chém ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, 41 nhát. Đây là cực hạn hiện nay của hắn. Nếu thêm nữa thì thân xác sẽ không chịu nổi. Kiếm vừa ra đã khiến bên đối phương biến sắc, kiếm còn chưa đến. Khí thế nặng trịch như hàng vạn ngọn núi đã đè xuống vai họ khiến khí tức ai nấy đều đông lại. Thời không trước mặt Diệp Quân vỡ ra, sức mạnh khổng lồ đánh bay tên cảnh giới thần đế đi đầu, đẩy lui những người còn lại. Bản thân hắn thì bước tới. Xoẹt! Tiếng thời không bị xé rách vang lên. Kiếm quang chợt lóe, Diệp Quân một mình chống lại mười mấy người nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong, ngược lại khí tức còn càng mạnh lên. Vào lúc này, Tuyết Phong đang bị hình nộm thượng cổ cầm chân bên kia như cảm nhận được gì mà ném ánh mắt về phía Nam Cung Tuyết. Thấy khí tức của đối phương đã sắp biến đổi, ông ta biến sắc la lên, giết con ả kia trước. Mau! Các cường giả tuyết tộc nghe vậy thì từ bỏ Diệp Quân quay sang Nam Cung Tuyết. Đúng lúc này, một tia kiếm quang hạ xuống cách cô gái không xa. Diệp Quân nhìn đối thủ đang vọt tới, sắc mặt trở nên dữ tợn, bước về trước rút kiếm chém xuống. Một lần nữa, là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm 41 nhát. Nhát chém khiến tên cảnh giới thần đế đi đầu hốt hoảng, lập tức bỏ chạy không chút do dự, thoát cái đã vút đi nghìn dặm. Những người còn lại không nhanh bằng thì bị chém bay đi mấy nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì thân xác nứt vỡ, máu phun tung tóe. Nhưng Diệp Quân cũng không hơn được bao nhiêu, nhục thân còn bị rút cạn máu. Tên cảnh giới thần đế đi đầu chừng hắn, người đã là nỏ hết đà. Bây giờ nếu chịu đi thì chúng ta cũng sẽ không cản. Thế trận đảo chiều, bọn họ mới là người kéo dài thời gian. Bởi Diệp Quân đã không còn sức lực, chỉ cần giữ chân hắn thêm chút nữa là sẽ phải mất mạng. Sở dĩ ông ta không ra tay là vì còn kiêng kỵ chiêu kiếm của hắn, nó thật sự có thể lấy mạng họ. Người này sợ Diệp Quân phản công trong lúc đường cùng, với lại hắn cũng đã giao nộp đá tỷ kiếp, nếu bây giờ bỏ chạy thì họ cũng sẽ không cản lại. Ông ta quan tâm đến viên đá và bảo vật của Tinh Hải Tông hơn là cái mạng của hắn. Diệp Quân không nói gì, siết chặt kiếm trong tay.
Cường giả cảnh giới thần đế kia lại nói, ngươi còn trẻ tuổi, tương lai vô hạn, bây giờ đi thì sau này sợ gì không kiếm được phụ nữ. Cần gì phải vì một con ả này mà chết tại đây? Diệp Quân đáp, để ta nghĩ xem. Tên cảnh giới thần đế nhăn mặt, muốn câu giờ. Vậy thì đi chết đi. Diệp Quân bung tay trái ra rồi siết lại. Quỳnh. Linh hồn hắn bốc cháy. Thiêu hồn. Lựa chọn thiêu hồn đầy quả quyết của Diệp Quân khiến cường giả cảnh giới thần đế đi đầu vừa giận vừa sợ thiêu hồn. Ngươi điên rồi sao, ngươi? Tuy nói vậy nhưng ông ta không ngừng lùi lại. Nếu là khi khác thì ông ta sẽ không lùi một bước, nhưng bây giờ đang có bảo vật là đá tỷ kiếp, trong lòng lại có suy nghĩ riêng, nên cũng không dám liều chết với đối thủ. Thấy người dẫn đầu thối lui, các cường giả tuyết tộc còn lại cũng làm theo. Bọn họ không dám liều mình đến cùng, bởi nếu mất mạng thì làm gì còn phần để chia chác đá tỷ kiếp nữa. Tâm tư của họ vẫn còn đặt trên viên đá kia. Tuyết Phong đang bị hình nộm thượng cổ giữ chân thấy vậy thì mặt mày xanh mét. Đúng là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Ông ta gào lên, các ngươi, qua đây đánh con hình nộm. Những người kia nghe vậy thì chỉ chần chừ một thoáng rồi nhào tới theo lệnh. Thoát thân rồi, Tuyết Phong lập tức lao về phía Diệp Quân. Đúng lúc này, một luồng khí thế hùng hậu bùng phát từ nơi xa khiến ông ta thầm kinh hãi, khi ngẩng đầu lên thì thấy nguồn gốc của nó chính là Nam Cung Tuyết. Từ trong cơ thể cô ấy đang tản ra khí tức đáng sợ như sóng thần, càn quét khắp tinh không khiến nó chịu hết nổi mà sụp đổ từng chút một. Đại đế! Sắc mặt Tuyết Phong trở nên xấu xí vô cùng, đang muốn ra tay thì thấy người phụ nữ váy trắng đang nhìn mình với ánh mắt như điện xẹt. Đáy lòng đánh cái thịt, ông ta lập tức ra lệnh, rút. Nào ngờ Diệp Quân chọn đúng lúc này để biến mất, tên cường giả cảnh giới thần đế đang giao thủ cùng hình nộm thượng cổ bất ngờ biến sắc, vừa định xoay người thì bị một thanh kiếm đâm xuyên đầu. Phập! Dòng máu tươi phun ra như suối từ giữa trán gã, để lộ một bóng người sau lưng. Chính là Diệp Quân. Hắn vươn tay, thu chiếc nhẫn không gian có chứa đá tỷ kiếp của đối thủ về. Tuyết Phong và những người còn lại thấy tên cảnh giới thần đế kia mất mạng thì trợn mắt như sắp nứt ra, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ấy thế mà không ai dám dừng lại, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng, biến mất trong tinh không vô tận. Diệp Quân đã mệt đến dã rời, đương nhiên sẽ không đuổi theo. Thứ nhất, thân xác hắn đã không còn. Thứ hai, linh hồn cũng đã rất yếu. Đúng nghĩa sức cùng lực kiệt. Hắn chậm rãi khuỵu xuống. Đã lâu rồi không đánh nhau dữ dội như vậy, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt. Khi hắn sắp chạm đất cũng là lúc một làn hương thoang thoảng lan tới, sau đó hắn đã được một người ôm vào lòng. Là Nam Cung Tuyết. Cô ấy vòng tay ôm lấy Diệp Quân, nhìn hắn với đôi mắt đong đầy tình cảm và xót xa, khẽ nói, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hắn hé miệng cười cười rồi nhắm mắt lại. Nơi này toàn là thần đế, đánh nhau khó nhằn cả ra. Mệt chết đi được. Nhưng thu hoạch lớn nhất của hắn là cảm nhận được bản thân đã có dấu hiệu đột phá. Nam Cung Tuyết ôm lấy đối phương, gương mặt lúc nhìn hắn bỗng vô thức nhoẻn thành một nụ cười động lòng người. Người phụ nữ áo trắng kia thấy vậy thì thầm than trong lòng, rằng đồ đệ của bà đã bị thằng oát này nắm trong tay rồi. Con gái một khi đã động lòng với đàn ông thì hoặc vui hoặc buồn, chỉ thế thôi. Một hồi sau, Diệp Quân vừa khôi phục được ít linh lực rồi thì vội vàng ngồi dậy, hỏi Nam Cung Tuyết, đại đế rồi sao? Cô ấy cười đáp, đúng vậy. Diệp Quân chân thành nói, lợi hại quá. Nam Cung Tuyết nháy mắt, bây giờ sợ là huynh sẽ thua ta đấy. Diệp Quân ngẩn ra một giây rồi bật cười. Nam Cung Tuyết nhìn hắn với đôi mắt rạt rào tình ý và nụ cười nhàn nhạt. Thấy cảnh này, người phụ nữ thoáng suy ngẫm một hồi rồi quyết định giúp nhà đầu này, bèn nói với Diệp Quân, Diệp công tử thấy Tuyết Nhi thế nào? Diệp Quân ngạc nhiên, đáp ngay tắp lự, tất nhiên là cực kỳ tuyệt vời. Người phụ nữ cười, ta cũng không muốn vòng vo cùng Diệp công tử. Cậu là người thông minh, hẳn đã nhìn ra tình cảm Tuyết Nhi dành cho mình rồi chứ? Nam Cung Tuyết nghe mà mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ vô cùng. Diệp Quân liếc nhìn cô ấy, gật gật đầu, đương nhiên ta biết. Hắn đâu có ngu, sao lại không nhìn ra tình cảm của cô gái này. Nam Cung Tuyết nghe vậy thì len lén nhìn sang, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa đầy ắp tình ý. Người phụ nữ cười, đã vậy thì cả hai hãy thành hôn ngay tại đây đi, đồng ý chứ.
Diệp Quân có nằm mơ cũng không ngờ bà lại nói ra những lời này, thế là hóa đá tại chỗ. Nam Cung Tuyết im lặng rũ đầu, không tán thành cũng không phản đối, tất cả đều nghe sư phụ phân phó. Diệp Quân rơi vào im lặng. Thái độ của hắn khiến người phụ nữ nhíu mày, chợt cảm thấy bất an trong lòng. Nam Cung Tuyết cũng nhận ra sự im lặng này, lập tức ngẩng lên nhìn Diệp Quân, thân hình khẽ run. Diệp Quân đi đến, nói với cô gái, Tuyết cô nương, ta không phải kẻ khờ, dĩ nhiên có thể nhìn ra tình cảm cô dành cho ta suốt thời gian vừa qua. Trong lòng ta vui mừng khôn kể, nhưng ta không thể đáp ứng cô được. Ta tên Diệp Quân, đến từ ngoài vũ trụ Quan Huyên, đã thành thân rồi. Đã thành thân. Những lời này khiến sắc mặt Nam Cung Tuyết trắng bệch như vôi. Người phụ nữ thì âm thầm thở dài. Diệp Quân lại nói, vô cùng xin lỗi. Rồi xoay người rời đi. Nam Cung Tuyết buột miệng, đợi đã. Diệp Quân quay lại, thấy cô ấy vừa đến gần vừa hỏi, đã thành thân thì ngươi còn trêu chọc ta làm gì? Hắn lắc đầu, ta không hề trêu gì cô. Ánh mắt Nam Cung Tuyết trở nên dữ tợn, nếu đã không thích ta thì đứng ra bênh vực ta làm gì? Vì ta mà đắc tội với Tuyết tộc và tộc Nam Cung làm gì? Đưa ta bỏ trốn làm gì? Liều mạng bảo vệ ta làm gì? Diệp Quân nín thinh. Nam Cung Tuyết tức giận quát, trả lời đi. Hắn mới mở miệng, lần đầu tiên gặp mặt, cô nói ta nên rời khỏi bí cảnh Thượng Thanh để tránh gặp nguy hiểm, ta thấy cô lương thiện nên rất có hảo cảm. Những lần giúp đỡ cô sau đó là vì ta xem cô là bạn bè, không có suy nghĩ gì hơn, mà ta cũng không ngờ cô lại nảy sinh tình cảm với ta. Nam Cung Tuyết cười cười tự giễu, thì ra là ta sai. Diệp Quân lắc đầu, Tuyết cô nương xinh đẹp hiền diệu, lại thật lòng với ta cũng rất vui mừng. Nam Cung Tuyết bắt lấy tay hắn, ngắt ngang lời hắn, vậy ngươi không ở lại được sao? Diệp Quân lắc đầu. Nam Cung Tuyết phẫn nộ siết chặt tay phải, tung cú đấm thẳng vào Diệp Quân, nhưng chỉ vừa chạm đến trán hắn thì dừng lại. Cô ấy nhìn linh hồn yếu ớt của người trước mặt, đáy lòng như nhũn ra, không tài nào ra tay được nữa. Nhưng nhớ tới những lời từ chối quả quyết vô tình kia, lòng cô lại quặn thắt, nước mắt rơi thành dòng, đành phải xoay lưng run rẩy nói, đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diệp Quân thở dài, Tuyết cô nương hãy bảo trọng, sau này có dịp ta sẽ trở lại thăm. Nam Cung Tuyết tức tối quay phát lại, thăm ta làm gì? Hay ngươi muốn có tam thê tứ thiếp? Diệp Quân vội chữa cháy, không không, tuy Tháp gia hay nói ta muốn vậy nhưng ta không dám. Tiểu Tháp, Nam Cung Tuyết khoác mắt chừng hắn, cả giận quát, ngươi còn nấn ná nữa là ta đánh. Thấy cô ấy đang tức giận, Diệp Quân không dám chần chừ nữa mà vội vàng đi thẳng. Thấy hắn chạy như chạy giặc, Nam Cung Tuyết bỗng nhiên phì cười, nhưng sau đó nước mắt như vỡ đê, lăn dài theo gò má. Người phụ nữ áo trắng thở dài thườn thượt, nói với cô, nhà đầu, có câu, muốn hơn người thì phải giết chết ý trung nhân. Tiểu tử này trông như ngoan ngoãn nhưng thật ra chỉ là một tên tồi đều cáng, dây dưa ba phải trong chuyện tình cảm, sau này sẽ còn đem lòng yêu nhiều cô gái khác nữa. Nam Cung Tuyết rũ đầu, mặc cho nước mắt tiếp tục rơi, còn muốn hận hắn, nhưng làm sao cũng không thể, thậm chí còn tìm cớ giải thích cho hắn. Hắn không giấu giếm chuyện đã thành thân, lại còn nói cho con biết, con thấy hắn vẫn còn tốt lắm. Đoạn cô ấy cười tự mỉa, trước kia nghe nói thích một người là sẽ hạ thấp bản thân, con còn không tin, bây giờ mới biết nào chỉ hạ thấp đâu. Người phụ nữ thở dài, thầm nhủ con gái một khi đã động lòng thì không khác gì trải qua một kiếp tai ương, đã vậy gặp phải một tên tồi thì chỉ càng thêm khổ sở. Nam Cung Tuyết chợt nói, sư phụ, con muốn ở lại đây, tập trung tu luyện. Người phụ nữ gật đầu, được, nhưng ta sẽ không thể ở bên con. Nam Cung Tuyết ngạc nhiên, vì sao? Người phụ nữ mỉm cười, ta chỉ là chút tàn hồn nhỏ nhoi, có thể tồn tại đến bây giờ đã là cực hạn. Sao truyền thừa lại cho con đã tiêu hao tất cả sức lực của ta, vì vậy nên. Chúng ta cũng phải chia tay, à không, phải là vĩnh biệt rồi. Mất đi hai người thương yêu cùng một lúc, có kiên cường đến đâu cũng không chịu nổi. Nam Cung Tuyết một lần nữa lại không ngăn được nước mắt. Người phụ nữ ân cần lau dòng lệ thay cô ấy, thì thầm, nếu con có thể tái lập Tinh Hải Tông thì rất tốt, nếu không thể thì cũng không sao. Tự cổ chí kim, tông môn hưng thịnh suy vong chỉ là chuyện bình thường.
Nam Cung Tuyết siết chặt một mảnh y phục của bà trong tay, khóc không thành tiếng. Người phụ nữ tính con quá dễ mềm lòng, lại quá thiện lương, nay lại chúng tình độc càng không phải chuyện tốt. Ôi, con hãy nhớ kỹ, con thích hắn là việc của con, không có nghĩa hắn phải thích con lại. Đừng vì kẻ khác mà vì yêu sinh hận, lầm lỡ bản thân. Hơn nữa, tiểu tử kia hẳn cũng có tình ý với con. Lời còn chưa dứt, bà đã tan biến giữa đất trời như một làn khói. Hoàn toàn biến mất. Nam Cung Tuyết sững sờ tại chỗ, cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Quên đi một người có lẽ rất đơn giản. Ở một nơi khác, Diệp Quân chậm rãi bước đi trong tinh không, nét mặt u ám, sa sút tinh thần. Tiểu Tháp chợt nói, ngươi thích Nam Cung Tuyết cô nương à? Diệp Quân không trả lời vấn đề này mà nhẹ giọng nói, Tháp gia, có lúc ta cảm thấy mình rất xấu xa. Tiểu Tháp tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Diệp Quân nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, có lúc ta cứ suy nghĩ, nếu có thể cùng ở cạnh bên Tiểu Ca, Tịch Huyền cô nương, Thiên Thiên cô nương, Nhất Nhất sư tỷ, Bát Huyền và Tuyết cô nương, mọi người hòa thuận, chẳng phải là vui vẻ lắm sao? Tiểu Tháp nói, nam nhân nào cũng sẽ nghĩ như thế. Diệp Quân cười châm chọc, mấy người họ đều xinh đẹp, tốt bụng như thế, có được ai cũng đều rất may mắn, nhưng ta lại muốn có được hết, như thế thật sự quá là kích thích. Tiểu Tháp, người phụ nữ bí ẩn cất lời, ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói như thế thật sự quá cầm thú, không ngờ ngươi lại nói ra một câu như vậy. Diệp Quân lắc đầu, đàn ông quả nhiên đều đa tình, lòng tham không đáy, mà ta cũng là như thế. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, người thích Nam Cung Tuyết cô nương này à? Diệp Quân nhẹ giọng nói, nàng ấy rất tốt, ta không muốn lừa dối nàng ấy. Tiểu Tháp cất lời, vậy sau này ngươi đừng đi dụ dỗ phụ nữ nữa. Diệp Quân cười khổ, chẳng lẽ sau này ta gặp nữ nhân nào cũng phải cách thật xa à? Tháp gia, ngươi chỉ là một cái tháp, có nói chuyện tình cảm ngươi cũng không hiểu được đâu. Tiểu Tháp, người phụ nữ bí ẩn lập tức bật cười. Diệp Quân không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hồi phục thân thể. Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm mà thôi. Không lâu sau đó, thân thể Diệp Quân hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn thân thể của mình, khẽ thở dài. Mỗi lần đánh nhau, thân thể không tự đốt cháy thì cũng bị đánh vỡ, đúng là quá thê thảm. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vung tay áo. Hình nộm thượng cổ đã khống chế Tuyết Phong trước đó xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Quân quan sát hình nộm thượng cổ này, thầm nghĩ, phải nghĩ cách khiến hình nộm này đạt tới cảnh giới đại đế chân chính thôi. Nếu hình nộm này có thể đạt đến cấp bậc đại đế chân chính thì chắc chắn Tuyết Phong sẽ không thể là đối thủ của nó. Nghĩ đến đây, người Diệp Quân khẽ run rẩy, biến thành một tia kiếm quang biến mất. Sau khi Diệp Quân rời đi không lâu, một cô gái đột nhiên xuất hiện, người đó chính là Nam Cung Hàn. Sau lưng cô ta là Sơn Bá vẫn luôn đi theo chân. Sơn Bá cất lời, vừa nhận được tin, trước đó mấy người nhóm Tuyết Phong của Tuyết Tộc đã tháo chạy đến bí cảnh Tinh Hải, có lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì đó. Vì Tuyết Phong là đại đế, nên cao thủ của Tuyết Tộc hoàn toàn không dám đến gần. Nam Cung Hàn cau mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, vì sao hắn không dẫn Nam Cung Tuyết đi cùng. Nghe thấy thế, Sơn Bá cũng sửng sốt. Lúc này, sau lưng hai người chợt vang lên tiếng bước chân. Nam Cung Hàn xoay người, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi đi về phía cô ta. Người đó chính là Nam Cung Tuyết. Lúc này trên mặt Nam Cung Tuyết đã không còn sự dịu dàng như trước, nét mặt vô cùng lạnh lẽo, như có một màn xương bao vây. Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, sau đó hỏi, hắn không dẫn muội đi cùng à? Nam Cung Tuyết chậm rãi đi về phía Nam Cung Hàn. Không hề dừng lại. Nam Cung Hàn cau mày, cô ta nhìn thoáng qua Sơn Bá hiểu ý, nâng tay phải về phía Nam Cung Tuyết, khí thế mạnh mẽ thoáng chốc trói buộc lấy cô ấy, nhưng lúc này, Nam Cung Tuyết bỗng vung tay áo lên. Oanh! Sơn Bá đã là cảnh giới thần đế đỉnh cao biến thành một làn xương máu rồi tan biến. Sắc mặt Nam Cung Hàn thoáng chốc thay đổi, muội. Nam Cung Tuyết đi tới trước mặt Nam Cung Hàn, cô ấy nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là tộc trưởng của Nam Cung tộc. Nam Cung Hàn thoáng chốc xa sầm mặt, muội làm. Nam Cung Tuyết phung tay áo. Oanh! Nam Cung Hàn cũng lập tức bị tiêu diệt. Nam Cung Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh,
nhẹ giọng nói, quên đi một người, có lẽ đơn giản lắm đúng không? Dứt lời, cơ thể cô ấy khẽ run, lập tức biến mất. Một canh giờ sau, trong Nam Cung tộc chợt có một đại đế bỏ mạng, vô số linh khí bộc phát từ trên bầu trời Nam Cung tộc. Không lâu sau đó, tộc trưởng của Nam Cung tộc đã thay đổi. Lại 3 ngày nữa trôi qua, tộc trưởng Nam Cung Tuyết đến khu vực Tinh Hải chống lại mệnh vận kiếp, quyết chiến 3 ngày, cuối cùng cũng giành chiến thắng, trở thành mệnh vận đại đế. Trong loạn tinh giới chỉ có tổng cộng 4 mệnh vận đại đế, mà hiện tại lại có thêm một người. Tuyết đế. Sau khi trở thành mệnh vận đại đế, Tuyết đế đổi tên Nam Cung tộc thành Tinh Hải Tông, thu nhận đệ tử, truyền thừa đạo thống. Nhưng không biết vì sao, cô ấy lại lập ra 2 quy tắc, một là không nhận kiếm tu, hai là không nhận họ Diệp. Người đời cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không biết được lý do. Võ Tông. Hôm nay, có 2 người phụ nữ đi tới Võ Tông, một người mặc áo bào tím, trên mắt buộc một sợi dây duy băng tím, một người khác mặc váy trắng, tóc dài xõa xuống, tay phải cầm kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Khi 2 người phụ nữ này đến, toàn bộ Võ Tông đều như gặp phải kẻ thù. Tông chủ Võ Huyền của Võ Tông đích thân dẫn theo một nhóm cao thủ đi tới trước mặt mỹ nhân, Võ Huyền nhìn người phụ nữ cầm kiếm bên phải với ánh mắt vô cùng nặng nề. Mà 2 người phụ nữ này chính là Tả Tướng và Chấp Kiếm Nhân đến từ chân vũ trụ. Tả Tướng khẽ mỉm cười, trông có vẻ rất khách sáo, Võ Huyền tông chủ, làm phiền ông rồi. Võ Huyền hỏi Tả Tướng, không biết 2 vị đến Võ Tông của ta để làm gì? Tả Tướng cười nói, hôm nay 2 chúng ta đến đây là muốn nói chuyện với quý tông môn. Võ Huyền tò mò, nói chuyện gì cơ? Tả Tướng nói, không biết Võ Huyền tông chủ có nghĩ đến chuyện đi ra bên ngoài không? Bên ngoài. Võ Huyền híp mắt, có việc gì Tả Tướng cứ nói thẳng đi. Tả Tướng cười nói, rất đơn giản, chân vũ trụ của ta sẵn lòng hợp tác với Võ Tông. Võ Huyền lập tức lắc đầu, Võ Tông ta tuyệt đối không phục tùng người khác, dù là chân thần cũng không. Chấp Kiếm Nhân hơi cau mày, đã có suy nghĩ muốn đánh nhau. Tả Tướng cười nói, không phải kẻ thù của các ông là Thánh Tông sao? Chân vũ trụ ta sẵn sàng giúp đỡ Võ Tông của ông tiêu diệt Thánh Tông, chỉ cần tiêu diệt được họ, Võ Tông sẽ trở thành bá chủ duy nhất của loạn tinh giới. Khi đó, chân vũ trụ sẵn lòng bỏ phong tỏa cho loạn tinh giới, để người tu luyện ở loạn tinh giới ông tiến bước vào chân vũ trụ. Võ Huyền nhìn chằm chằm Tả Tướng, Võ Tông ta cần phải làm gì? Tả Tướng nói, rất đơn giản. Trở thành đồng minh công thủ của chân vũ trụ chúng ta, cùng nhau tiêu diệt vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên. Võ Huyền cau mày, ông ta chưa từng nghe thấy thế lực này bao giờ. Tả Tướng lại nói, điều kiện của chúng ta chính là như thế, nếu ông gật đầu, bây giờ chúng ta có thể cùng ông tiêu diệt Thánh Tông. Sau đó, chân vũ trụ sẽ phong ông thành vương của loạn tinh giới, nơi đây sẽ do Võ Tông quản lý, Võ Huyền ông cũng có thể mãi mãi không đi vào chân thần điện. Chỉ nghe phân phó không nghe lệnh. Võ Huyền im lặng, điều kiện chân vũ trụ đưa ra thật sự rất hấp dẫn. Nhưng, ông ta vẫn còn đang băn khoăn. Cùng nhau đối phó với vũ trụ quan huyên. Dù bây giờ ông ta chưa hiểu rõ vũ trụ quan huyên, nhưng thế lực mà chân vũ trụ không thể tiêu diệt chắc chắn rất không đơn giản. Nếu Võ Tông tùy tiện đồng ý, e rằng sẽ gặp họa lớn. Nghĩ thế, Võ Huyền trầm giọng đáp, để ta suy nghĩ. Tả Tướng cười đáp, được thôi. Nhưng ta muốn nhắc nhở Võ Huyền Tông Chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi đến Thánh Tông, nên mong ông suy nghĩ nhanh lên. Sắc mặt Võ Huyền hơi khó coi, rõ ràng đối phương đang uy hiếp ông ta. Nhưng ông ta cũng không dám nói gì thêm, Võ Tông là thế lực xếp hàng đầu của loạn tinh giới, nhưng đứng trước chân vũ trụ thì thật sự chẳng là gì. Mà Tả Tướng cũng không nói gì nữa, bà ta dẫn theo Chấp Kiếm Nhân xoay người rời đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt 2 người phụ nữ, chính là Trần Võ. Trần Võ nhìn Chấp Kiếm Nhân, cười nói, từ lâu đã nghe danh Chấp Kiếm Nhân là kiếm tu hàng đầu chân vũ trụ, hôm nay tại hạ muốn lĩnh giáo thử xem sao. Chấp Kiếm Nhân nhìn Trần Võ, ra tay đi. Trần Võ cười to, sau đó đánh ra một quyền. Cú đấm này như chứa đựng núi lửa 10 triệu năm bùng nổ, một lực đấm mạnh mẽ lao về phía Chấp Kiếm Nhân. Lúc này, tất cả mọi người ở trong Võ Tông đều bị khí thế này đè ép, không thể thở nổi. Ai cũng đều sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mà lúc này,
chấp kiếm nhân đột nhiên chém xuống một kiếm. Vụt, quyền thế lập tức bị chém vỡ, Trần Võ liên tục lùi lại cả nghìn trượng, vừa dừng lại, thời không dưới chân ông ta đã sụp đổ. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử Võ Tông đang có mặt đều hoảng hốt. Trần Võ là võ giáo quan của Võ Tông, thực lực chỉ đứng sau Tông chủ, vậy mà cũng không thể chống lại một kiếm của người phụ nữ này. Cực kỳ đáng sợ. Trần Võ nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có một vết chém rất sâu. Sau một hồi im lặng, ông ta nhìn chấp kiếm nhân phía xa, nhẹ giọng nói, lợi hại. Chấp kiếm nhân không nói gì mà rời đi cùng tả tướng. Nét mặt Trần Võ vô cùng nặng nề, ông ta nhìn về phía Võ Huyền, nếu bọn họ liên thủ với Thánh Tông. Võ Huyền gật đầu, ta biết, nhưng ông thử nghĩ xem, một thế lực mà chân vũ trụ còn không tiêu diệt được sẽ như thế nào. Hơn nữa, dù điều kiện chân vũ trụ đưa ra rất hấp dẫn, nhưng một khi phục tùng, e rằng Võ Tông ta sẽ trở thành con cờ của bọn họ. Trần Võ gật đầu, đúng thế, nhưng bây giờ chúng ta rất bị động, nếu bọn họ thật sự hợp tác với Thánh Tông, thì Võ Tông của chúng ta. Võ Huyền im lặng một lúc rồi nói, người phụ nữ này tính toán rất giỏi, bà ta làm như thế là buộc Võ Tông và Thánh Tông phải đổ máu, mà hai bên trong chúng ta, nếu ai muốn thắng thì nhất định phải dựa vào chân vũ trụ của bọn họ. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, bà ta đang dùng dương mưu. Trần Võ khẽ thở dài. Lúc trước, chân vũ trụ rất hống hách, họ chưa từng có thương lượng mà chỉ muốn loạn tinh giới phải phục tùng ngay, cũng vì lý do đó nên tất cả thế lực ở loạn tinh giới mới đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại kẻ thù. Dù là Võ Tông và Thánh Tông xưa nay là kẻ thù truyền kiếp cũng tạm thời buông xuống ân oán, cùng hợp tác chống lại chân vũ trụ. Nhưng đến bây giờ, chân vũ trụ lại không ngang ngược nữa mà trở nên mềm mỏng. Dưới tình huống này, dù Võ Tông và Thánh Tông có liên thủ, cũng không thể kêu gọi được các thế lực lớn ở loạn tinh giới. Vì với những thế lực nhỏ kia, chỉ cần chân vũ trụ không động vào bọn họ, thì sống chết của Thánh Tông và Võ Tông không liên quan gì đến họ cả. Trần Võ nhìn Võ Huyền, phải đưa ra quyết định. Võ Huyền nói, ta đến Thánh Tông một chuyến. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Ở một nơi khác, tả tướng và chấp kiếm nhân chậm rãi đi trong tinh không, lúc này, một tia lôi kiếp đánh xuống từ trên trời, chấp kiếm nhân vung tay chém ra một kiếm. Vụt! Lôi kiếp kia lập tức bị chém vỡ. Tả tướng cười nói, bà nói xem Võ Tông này có đồng ý hay không. Chấp kiếm nhân im lặng. Tả tướng lại nói, ta đoán có lẽ ông ta sẽ đi tìm Thánh Tông. Chấp kiếm nhân nhìn tả tướng, vẫn không lên tiếng. Tả tướng nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, bọn họ có gia nhập chân vũ trụ của chúng ta hay không cũng không sao, chỉ cần chỗ bọn họ nội loạn, đến lúc đó chúng ta giải trừ phong tỏa, chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối. Nói đến đây, bà ta cười khẽ, không bao lâu nữa, nơi này sẽ nằm trong bản đồ của chân vũ trụ chúng ta. Chấp kiếm nhân vẫn im lặng. Tả tướng lại nói, ta nghe nói Diệp Quân kia lịch luyện ở đây. Chấp kiếm nhân híp mắt, tìm thấy hắn rồi sao? Tả tướng nhìn về phía chấp kiếm nhân, giữa bà và hắn có giao hẹn một năm mà. Chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, không giết, nhưng ta muốn đánh hắn một trận. Tả tướng trầm giọng nói, bên cạnh hắn còn có một cô gái váy trắng đi cùng. Chấp kiếm nhân nhướng mày, vậy thì cùng nhau đánh. Cùng nhau đánh. Nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, tả tướng lắc đầu, nói với nét mặt nặng nề, từ kính, người phụ nữ này có thể tiêu diệt Bác Thiên Giới bằng một kiếm, giết chết Tuế Nguyệt Đại Đế trong nháy mắt, thực lực. Nói đến đây, bà ta không nói thêm nữa, nhưng hàm ý đã rất rõ ràng, bà không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Đến hiện tại, đương nhiên chân vũ trụ sẽ không khinh thường người phụ nữ váy trắng, chân vũ trụ cũng không phải kẻ ngốc như tộc Bác Thiên. Sau khi người phụ nữ váy trắng tiêu diệt tộc Bác Thiên, bọn họ cũng đã bắt đầu phân tích thực lực của bà ấy. Rồi kết luận được rằng đây là một người thực lực vô cùng đáng sợ, người bình thường không phải đối thủ của bà ấy. Chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, ta biết nàng rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ nàng, dù sao ta cũng nhất định phải đánh một trận với Diệp Quân kia. Tả tướng lắc đầu cười khẽ, bà ta biết Từ Kính này rất ghét Diệp Quân, bà ta cũng rất tò mò về việc này. Vì bà ta biết, dù Từ Kính nóng tính, nhưng người bình thường rất khó có thể chọc giận bà ta. Mà bà ta lại khá thù hằn Diệp Quân này. Một lát sau, tả tướng cười nói, đi đến Thánh Tông thôi. Sau đó,
hai người phụ nữ biến mất ở phía xa. Loạn Tinh Thành. Đây là tòa thành lớn nhất và sầm uất nhất của Loạn Tinh giới hiện tại, do Võ Tông và Thánh Tông xây dựng, còn cùng nhau quản lý. Sau khi đến Loạn Tinh Thành, Diệp Quân đi thẳng tới thương hội lớn nhất nơi này, Thượng hội Vân Hải. Người tiếp đón Diệp Quân là một cô gái dung mạo thanh tú, cô ta nhìn danh sách Diệp Quân đưa cho mình, một lúc lâu sau đó, cô ta mang nét mặt nặng nề, cất lời, vị công tử này, những thứ ngài muốn đều quá quý giá tiền của nó. Diệp Quân cười nói, giá tiền không phải vấn đề. Nghe thấy lời của Diệp Quân, cô gái nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, thấy Diệp Quân nhìn mình, cô ta thu hồi tầm mắt, nhìn danh sách trong tay, cô ta im lặng một lúc lâu rồi nói ít nhất cần có 500 triệu linh nguyên. 500 triệu. Diệp Quân gật đầu, được thôi. Cô gái sửng sốt, thầm thấy khiếp sợ, sau đó nói lại, 500 triệu. Rõ ràng là sợ Diệp Quân nghe nhầm. Diệp Quân gật đầu, ta biết là 500 triệu, mất bao lâu mới có thể tìm đủ nguyên liệu cho ta. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, im lặng một lúc lâu rồi nói, nếu công tử có thể bỏ thêm 100 triệu, ta có thể tìm đủ cho công tử trong 3 ngày, nếu không thì phải mất ít nhất nửa tháng. Thêm tiền. Diệp Quân nhìn cô gái, hơi cau mày. Cô gái cười nói, không phải là ta muốn lừa công tử, mấy thứ trong danh sách công tử đưa đều quá quý giá. Trong kho của thương hội chúng ta cũng không có được bao nhiêu. Nên ta phải mua từ nơi khác về, nếu muốn mua gấp từ bên ngoài đương nhiên phải mất thêm tiền rồi. Diệp Quân đáp, được thôi. Cô gái lập tức đứng dậy, công tử, vì số tiền quá lớn nên phải có tiền cọc trước. Diệp Quân hỏi, bao nhiêu? Cô gái nói, 300 triệu linh nguyên. Một nửa. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt cô gái. Cô gái nhìn nó, sau đó cất đi, công tử, xin ngài đợi một lát. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi phòng, cô ta nhanh chóng đi vào một căn phòng, bên trong có một ông lão áo xám. Cô gái đi tới trước mặt ông lão, hưng phấn nhỏ giọng kể lại. Một lát sau, ông lão cũng trở nên hưng phấn, thật sao? Cô gái nâng nhẫn chứa đồ trong tay lên, hơi nhếch môi, ông xem đi. Khi nhìn thấy linh nguyên trong nhẫn chứa đồ, ông lão áo xám lập tức bật cười, dê béo. Cuối cùng cũng có một con dê béo đến rồi. Dứt lời, như nghĩ đến điều gì đó, ông ta cau mày, cầm quản sự, người này có thể thoải mái lấy ra 600 triệu tinh nguyên, e rằng lai lịch không đơn giản đâu. Cầm quản sự cười nói, khi nãy ta có thử dò xét hắn, chỉ mới là cảnh giới chân tiên, ta đoán có lẽ hắn là con nhà giàu của một thế gia nào đó. Người như thế thường vừa ngu ngốc vừa lắm tiền, có thể làm thịt được. Tuy ông lão áo xám hơi lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đống linh nguyên này thật sự quá nhiều, thế là ông ta cười to nói, làm thịt. Đương nhiên không thể chỉ thịt một lần, phải thịt hai lần. Sau khi cô gái rời đi, Diệp Quân ngồi tựa lên lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Mục đích lần này của hắn không phải luyện chế thêm một hình nộm đại đế, mà là nâng cấp hình nộm trong tay hắn, để nó tăng cấp lên cảnh giới đại đế. Đương nhiên hắn cũng phải bắt đầu nâng cao cảnh giới của mình. Trên hành trình này, hắn phát hiện cảnh giới của bản thân vô cùng quan trọng, lúc ở vũ trụ quan huyên, sở dĩ cảm thấy cảnh giới không quan trọng là vì rất nhiều cao thủ bên đó có thực lực không chân chính, nên hắn mới có thể chiến đấu vượt nhiều cấp như vậy. Nhưng sau khi đến nơi này, hắn phát hiện chiến đấu vượt cấp rất vất vả. Đặc biệt là đại đế ở nơi này, hắn hiện tại không thể nào đối đầu được, dù sử dụng cả kiếm hành đạo vẫn rất khó khăn. Tầm quan trọng của cảnh giới trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều nữa, hắn trở lại trong tiểu tháp, ngồi xếp bằng xuống, sau đó hơi nâng hai tay, điều động tâm pháp của vũ trụ quan huyên. Chẳng mấy chốc, vô số linh khí từ trong thiên địa đã cuộn cuộn không ngừng tập trung về phía hắn. Oanh! Sau khi linh khí ngưng tụ, trong cơ thể Diệp Quân chợt bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ. Trước đó chiến đấu với mấy người Tuyết Phong, hắn đã có cảm giác sắp đột phá, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Một ngày sau, Diệp Quân chợt mở mắt ra, một khí thế mạnh mẽ cuộn trào từ trong cơ thể của hắn, sau đó lan ra bốn phía, lúc này, thời không xung quanh hắn cũng trở nên phập phồng như sóng. Diệp Quân hít sâu một hơi. Cảnh giới thiên tiên. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó rút kiếm chém một phát.
45 tia kiếm chồng lên nhau. Kiếm chém ra, thiên địa lập tức nổ tung, biến thành một màu đen kịt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường. 45 tia kiếm. Diệp Quân nở nụ cười, mỗi lần thuật trảm thiên bạt kiếm chồng chất này tăng thêm một nhát, uy lực sẽ càng kinh khủng, có thể nói, bây giờ dù ở loạn tinh giới này, cao thủ cảnh giới thần đế cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại chỉ có cao thủ cảnh giới đại đế uy hiếp được hắn mà thôi. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên cất kiếm, sau đó mở lòng bàn tay, chân thần đạo điển xuất hiện trong tay hắn. Nhìn chân thần đạo điển trong tay, Diệp Quân hỏi, tiền bối, bây giờ ta có thể tu luyện chiêu thức cuối cùng của bất bại quyền kinh này là bất bại và vạn cổ tuế nguyệt kia chưa? Người phụ nữ bí ẩn đáp, có thể tu luyện được bất bại, nhưng vạn cổ tuế nguyệt thì chưa. Diệp Quân gật đầu, vậy tu luyện bất bại trước đã. Người phụ nữ bí ẩn nói, người biết bất bại là gì không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, tự mình lĩnh ngộ. Diệp Quân lập tức cạn lời, người đang đùa ta à? Diệp Quân biết bây giờ hắn đang được nuôi thả, tiểu tháp và người phụ nữ bí ẩn này sẽ không giúp đỡ hắn quá nhiều, vì thế hắn cũng không hỏi thêm, tự lĩnh ngộ thì tự lĩnh ngộ thôi. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thế nào là bất bại? Hai mắt Diệp Quân chợt sáng lên, hắn hưng phấn nói, tiền bối, ta hiểu rồi. Bất bại là gì? Thật ra bất bại là một niềm tin, một quyền mà ta đánh ra chính là bất bại. Trưởng đạo là hiểu rõ đạo của mình, mỗi quyền là một đạo, mỗi đạo là một quyền, mà bất bại do chân thần sáng tạo ra chính là đạo tâm vững chắc, kiên trì với niềm tin trong lòng mình. Dứt lời, hắn ta đánh ra một quyền. Oanh! Thiên địa vỡ tan. Diệp Quân hưng phấn nói. Nói một cách đơn giản thì bất bại chính là một kiểu niềm tin, tâm niệm thông suốt, đạo tâm vững chắc, một quyền vô địch bất bại. Trong tiểu tháp, người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, thiên phú của hắn, thật sự hơi quá đáng. Tiểu tháp cười to, người không nghĩ xem hắn là do ai dẫn dắt, đi theo tháp ra ta, trước có kiếm chủ Thanh Sam, sau có kiếm chủ Nhân Gian, không một ai là kẻ vô danh tiểu tốt cả. Người phụ nữ bí ẩn. Diệp Quân hưng phấn nói, tiền bối, đại tỷ chân thân này của mọi người đúng là lợi hại, võ kỹ mà bà ấy sáng tạo ra trông thì giống võ kỹ, nhưng thật ra đều là một loại đạo, một niềm tin. Nếu chỉ tu luyện võ kỹ, e rằng chỉ có thể tu luyện mặt ngoài, phải học hỏi tinh khí thần và niềm tin của bà ấy. Dứt lời, hắn đâm ra một kiếm, biến quyền thành kiếm. Oanh! Thời không mấy chục nghìn trượng xung quanh lập tức sụp đổ. Uy lực của thanh kiếm này đã vượt xa đạo kiếm. Không đúng, đây là bản nâng cấp của đạo kiếm. Diệp Quân đột nhiên ngồi xếp bằng, hắn im lặng, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, sao vậy? Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, đại tỷ của người sáng tạo ra bất bại quyền kinh này vào lúc mấy tuổi vậy? Người phụ nữ bí ẩn đáp, 18 tuổi. Nghe thấy thế. Diệp Quân lập tức cười khổ, ta luôn cảm thấy mình có thiên phú hơn người, nhưng đến bây giờ, ta phát hiện so với những cao thủ trong thiên địa thì bản thân rất nhỏ bé, giống như bất bại quyền kinh này vậy, ta chắc chắn không thể nào sáng tạo ra được nó. Tiểu tháp trong tháp chợt cất lời, thật sự sáng tạo ra vào năm 18 tuổi à? Người phụ nữ bí ẩn đáp, ta lừa hắn đấy. Tiểu tháp, mà lúc này, Diệp Quân đứng lên, trong mắt hắn tràn đầy sự kiên định, cô nói. Nếu đã biết trời cao mà còn dám lên trời mới thật sự can đảm, bây giờ ta thật sự đã hiểu ý nghĩa của câu nói này rồi. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, một ngày nào đó, ta nhất định phải đứng trên đỉnh cao, vô địch thiên hạ, áp đảo cha, áp đảo ông nội. Oanh! Trong cơ thể Diệp Quân chợt có một luồng kiếm ý mạnh mẽ phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, thiên địa đã lập tức nứt ra. Người phụ nữ bí ẩn nhẹ giọng nói, phá phàm. Cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quân lúc trước là nhập phàm, còn bây giờ, hắn đã là phá phàm. Nét mặt người phụ nữ bí ẩn trở nên phức tạp, bà ta thật sự không ngờ rằng người này dựa vào quyền kinh mà đại tỷ để lại mà có thể thăng lên phá phàm. Bà ấy chỉ từng thấy ngộ tính thế này trên một người. Đó là chân thần. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, sao ngươi không nói sẽ áp đảo cô? Diệp Quân trầm giọng đáp, ta sợ bà ấy đánh ta. Tiểu tháp. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm xuất hiện, lúc này, ý kiếm trong tay hắn đã có sự thay đổi long trời lở đất.
bây giờ nếu gặp phải Tuyết Phong kia, hắn đã không còn sợ đối phương nữa. Đương nhiên Tuyết Phong đó chỉ là một đại đế bình thường mà thôi. Bây giờ hắn rất muốn đánh một trận với Tuế Nguyệt đại đế này. Chiến đấu. Ở trong tháp thêm một khoảng thời gian, sau khi củng cố cảnh giới của mình, hắn mới rời khỏi tiểu tháp. Mà lúc này, bên ngoài vừa khéo cũng đã 3 ngày trôi qua, chỉ cần lấy được nguyên liệu, hắn sẽ có thể nâng cấp hình nộm lên cảnh giới đại đế. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó, một ông lão áo xám chậm rãi đi vào. Sau khi đi vào, ông ta nhìn Diệp Quân, thưa công tử, ta muốn nói với cậu một tin tức xấu. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, tin tức xấu. Ông lão áo xám gật đầu, trầm giọng nói, cô gái phụ trách mua nguyên liệu giúp cậu trước đó ôm tiền chạy trốn rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão áo xám, không nói gì. Ông lão khẽ thở dài, chuyện này là sơ suất của ta. Diệp Quân cũng không tức giận mà cười hỏi, vậy nguyên liệu của ta thì sao? Ông lão lắc đầu, không có nữa. Diệp Quân gật đầu, thế thì trả tiền lại cho ta đi. Ông lão tỏ vẻ nghi ngờ, tiền gì cơ? Diệp Quân nhìn ông ta, ta đưa cô ta 600 triệu linh nguyên, bảo cô ta mua nguyên liệu giúp ta. Nhiều thế ư? Ông lão tỏ vẻ kinh ngạc, công tử, thế thì cậu tổn thất lớn lắm. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão, không nói một lời. Ông lão khẽ thở dài, công tử, không giấu gì cậu, cô gái kia chỉ là một người làm việc tạm thời ở Thương hội Vân Hải. Những gì cô ta làm đều không liên quan gì đến thương hội chúng ta cả. Thương hội Vân Hải chúng ta vô cùng tiếc cho những gì mà cậu gặp phải. Nghe thấy lời của ông lão áo xám, Diệp Quân cũng không giận mà chỉ cười bảo, nói như vậy nghĩa là Thương hội Vân Hải không chịu nhận trách nhiệm đúng không? Ông lão áo xám nghiêm túc nói, công tử, ta đã nói rất rõ ràng rồi, cô ta là người làm thuê tạm thời của Thương hội Vân Hải, hành vi của cô ta không liên quan đến thương hội. Mong cậu đừng làm bừa. Khi nói, sau lưng ông ta bỗng có thêm hơn 10 cường giả cảnh giới thần đế. Nhìn thấy cảnh này, sao Diệp Quân còn chưa hiểu, đối phương đang định ăn quỵt của hắn. Diệp Quân thầm thở dài trong lòng, thương hội của vũ trụ này không quan tâm tới võ đức. Hắn suy nghĩ rồi nói, ta thấy chúng ta nên nói phải trái đi. Các ông một là đưa cho ta nguyên liệu, hai là trả lại tiền cho ta. Thấy người trước mặt ngây thơ như vậy, ông lão áo xám bật cười, lo lắng trong lòng lập tức biến mất, ta nói rồi, chúng ta rất lấy làm tiếc cho sự khiển trách của công tử. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quân bất chợt tấn công, ông lão áo xám biến sắc, ông ta không ngờ người đàn ông trước mặt lại bỗng nhiên làm quá lên, mà khi ông ta vừa định ra tay. Phụt! Ngay lập tức, một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu mày của ông lão. Ông ta bị ghim ngay tại chỗ. Ông ta sững sờ, trong lòng cực kỳ kinh hãi, cậu. Thấy Diệp Quân đột nhiên công kích, những cường giả khác của Thương hội Vân Hải cũng biến sắc, đang định ra tay thì lúc này Diệp Quân bỗng đâm ra một kiếm. Bất bại. Nhát kiếm này vừa phóng ra, kiếm quang lập tức bùng phát, toàn bộ Thương hội Vân Hải hóa thành cát bụi, mấy cường giả cảnh giới thần đế đi đầu còn bị chém thành hư vô. Mấy cường giả cảnh giới thần đế còn lại cũng bị đẩy lùi về phía sau. Các cường giả cảnh giới thần đế còn lại nhìn Diệp Quân trước mặt với vẻ đầy kinh hãi, ngươi. Diệp Quân nhìn ông lão bị mình ghim trước mặt, ông ta đang định nói, Diệp Quân đã giơ tay chém thêm nhát nữa, đầu ông ta trong nháy mắt bay đi, hắn lại lao lên rút kiếm lần nữa. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Phập, cường giả cảnh giới thần đế đứng đầu thoáng chốc bị chém thành hai, hóa thành hư vô. Những cường giả cảnh giới thần đế còn lại cũng bị dư uy từ nhát kiếm này của Diệp Quân chém lùi lại liên tục. Mà lúc này, một ông lão áo trắng bỗng xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Quân ở nơi xa, chắp tay nói, các hạ, tại hạ là Mạc quản sự của Thương hội Vân Hải, chuyện này là một hiểu lầm, mong. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Nét mặt ông lão áo trắng thay đổi rõ rệt, ông ta hung hãn tung ra một quyền. Vèo! Một bóng người bay ra. Chính là ông lão áo trắng, mà ông ta vừa dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua đầu mày của ông ta, đóng đinh ghim ông ta tại chỗ. Ông lão áo trắng cả kinh, các hạ, phía sau thương hội chúng ta là Thánh Tông đấy. Thánh cái đầu ông. Diệp Quân giơ tay chém ra một nhát kiếm nữa, đầu ông lão áo trắng bay ra. Làm càn. Đúng lúc này,
một tiếng quát từ phương xa trên bầu trời truyền đến, sau đó thời không nơi ấy sục sôi, giây tiếp theo, một ông lão áo xám bước ra từ không trung. Nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất, ông lão áo xám ở phía xa biến sắc, vừa định ra tay, giây tiếp theo cổ ông ta chợt lạnh, sau đó đầu bay ra ngoài. Diệp Quân xuất hiện sau lưng ông lão áo xám, hắn cầm ý kiếm trong tay với ánh mắt lạnh lùng. Quyệt của hắn 600 triệu linh nguyên. Diệp Quân càng nghĩ càng tức, hắn gầm lên, trong vòng 3 giây, nếu người phụ trách thương hội Vân Hải không ra thì lão tử sẽ tàn sát toàn bộ thương hội của các ngươi. Lúc này, thời không trước mặt Diệp Quân tách ra, một ông lão xuất hiện, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân với vẻ mặt dữ tợn, các hạ thật sự không coi thương hội Vân Hải của chúng ta ra gì đúng không? Mẹ kiếp! Diệp Quân nghe thế thì nổi trận lôi đình, sát tâm nổi lên, hắn giơ kiếm xông ra. Kiếm vực! Bùm! Kiếm vực mạnh mẽ bao trùm ông lão, một luồng kiếm quang trong phút chốc chém về phía ông ta. Trong lòng ông lão kinh hãi, ông ta phất tay áo, một luồng sáng màu đen phóng ra, nhưng theo nhát kiếm của Diệp Quân, luồng sáng ấy bị chém vỡ, kiếm xuyên qua đầu mày của ông ta. Phụt! Một dòng máu bắn ra từ sau gáy ông lão. Diệp Quân quay đầu nhìn về cường giả cảnh giới thần đế không xa, ông ta thay đổi sắc mặt rõ rệt, đang định bỏ chạy, nhưng Diệp Quân còn nhanh hơn ông ta. Giây tiếp theo kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện ngay trước trán cường giả đó. Diệp Quân nhìn chằm chằm cường giả cảnh giới thần đế kia, gằn giọng bảo, trụ sở chính của thương hội Vân Hải ở đâu? Cường giả đó run rẩy đáp, Vân Hải giới. Diệp Quân nhìn đối phương, Vân Hải giới ở đâu? Chỉ hướng đi. Tiểu tháp. Cường giả cảnh giới thần đế đó do dự, sau đó chỉ vào bên phải, đi 600 vạn dặm về hướng này. Diệp Quân vô thức triệu hồi kiếm để bay đi, nhưng nghĩ lại có vẻ không được, thế là hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở phương xa. Tiểu tháp đột nhiên nói, người đừng nóng vội, đây không phải vũ trụ quan huyên, bây giờ ta và tiền bối bí ẩn đều không thể ra tay, người không có chỗ dựa. Diệp Quân hung tợn quát, chỗ dựa, chỗ dựa, không có chỗ dựa thì Diệp Quân ta phải nhịn cục tức này à? Chỗ dựa cái con khỉ gì? Dứt lời, hắn càng tăng tốc bay đi nhanh hơn, đến bao nhiêu, bản thân giết bấy nhiêu. Không lâu sau Diệp Quân đã tới Vân Hải giới, một cường giả xuất hiện trước mắt hắn, giận dữ quát, càn rỡ, kẻ nào dám xông vào. Diệp Quân giơ tay lên chém. Phập, đầu ông ta bay ra ngoài. Diệp Quân sát phạt vào thẳng trong Vân Hải giới, vừa vào trong, mấy trăm luồng hơi thở mạnh mẽ đã bao vây lấy hắn. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, bên cạnh ông ta còn có cầm quản sự phụ trách tiếp đón Diệp Quân lúc trước. Nhìn thấy Diệp Quân, cầm quản sự nhíu mày, cô ta không ngờ thanh niên kiếm tu này lại xông tới đây. Diệp Quân nhìn cầm quản sự, ánh mắt lạnh lùng, tiền của ta. Cầm quản sự cười khẩy một tiếng, công tử à, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Diệp Quân chĩa kiếm vào cô ta, hôm nay ta sẽ tàn sát cả thương hội Vân Hải này. Đúng là to gan. Người đàn ông trung niên cười lạnh, tàn sát thương hội Vân Hải của ta. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi! Diệp Quân đột nhiên biến mất. Vụt! Hắn chém ra một kiếm, người đàn ông trung niên không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đánh bay đi cả mấy nghìn trượng, mà ông ta vừa dừng lại đã lại có một thanh kiếm khác chém tới. Bùm! Thời không chỗ người đàn ông trung niên đó đứng lập tức nổ tung, còn ông ta thì hóa thành cát bụi. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt cường giả thương hội Vân Hải đều biến đổi. Nhưng Diệp Quân không dừng lại, hắn quay người xông ra ngoài, đứng gần hắn nhất là một vài cường giả cảnh giới thần đế, nhưng những cường giả này vừa đến gần Diệp Quân đã bị chém văng. Thấy Diệp Quân hung hãn như thế, cường giả cung phụng của thương hội Vân Hải đều biến sắc, tất cả cùng lùi lại không dám tiến lên, thực lực của thanh niên kiếm tu này thật sự quá đáng sợ. Ở bên kia, cầm quản sự nhìn thấy thực lực của Diệp Quân khủng khiếp thế này thì lòng cũng kinh hãi, thấy đám đông cường giả đã bị giết hết 7-8 phần, cô ta quay người biến mất trên bầu trời. Sau khi cầm quản sự chạy mấy vạn dặm thì đi vào một cánh cửa, trong cửa có một hòn đảo. Đây mới là trụ sở chính thật sự của Thương hội Vân Hải. Cầm quản sự vội vàng đi vào đại điện, vừa định bước lên thì một ông lão ngăn cô ta lại, cầm quản sự, hội trưởng đang tiếp khách quý. Cô đừng quấy rầy. Cầm quản sự lo lắng nói, tam trưởng lão, ngoài kia có chuyện rồi.
ông mau để ta vào bẩm báo với hội trưởng đi. Ông lão lắc đầu, vừa định lên tiếng thì lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên trong, để cô ấy vào. Nghe vậy, tam trưởng lão lùi sang một bên. Cầm quản sự bước nhanh vào điện, trong điện có hai người, một người trong đó là hội trưởng của Thương hội Vân Hải Cố Vân Hải. Người còn lại là một người đàn ông mặc lục bào, không cảm nhận được hơi thở. Cầm quản sự nói với Cố Vân Hải, hội trưởng, bên ngoài có một thanh niên, hắn ta đang tàn sát cường giả Thương hội Vân Hải chúng ta. Nghe vậy, Cố Vân Hải nhíu mày, tàn sát cường giả Thương hội Vân Hải chúng ta. Cầm quản sự gật đầu, đúng thế, hắn còn nói sẽ giết sạch cả Thương hội Vân Hải của chúng ta nữa. Nghe thế, sắc mặt Cố Vân Hải nháy mắt lạnh xuống, ngông cuồng. Nói đến đây ông ta đứng dậy, nhưng nghĩ đến gì đó, ông ta bỗng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cung kính nói cung phụng Vũ Thần. Người đàn ông tên Vũ Thần bình tĩnh nói, ta vừa đồng ý nhận cung phụng của Thương hội Vân Hải các ông thì đã có người đến gây sự, đúng là thú vị. Cố Vân Hải trầm giọng bảo, cung phụng Vũ Thần, người này dám tới Thương hội Vân Hải của ta gây sự, e là lai lịch không đơn giản. Cầm quản sự cũng vội nói, đúng thế, người này trẻ tuổi nhưng thực lực cực mạnh, cường giả cảnh giới thần đế bình thường đều không phải đối thủ của hắn, lai lịch của hắn chắc chắn không đơn giản. Vũ Thần nhìn hai người, cười chế nhạo, hai người không biết thực lực của ta rồi. Hai người xứng người. Vũ Thần lại nói, lai lịch, cho dù hắn là người của Võ Tông và Thánh Tông thì ta cũng sẽ khiến hắn phải quỳ xuống. Nói rồi hắn ta đứng dậy, nhưng nghĩ ới gì đó, hắn ta nhìn hai người, thầm thở dài trong lòng. Chưa đòi lại được tiền, lại bị tên khốn kia cướp mất 2 tỷ 8 linh nguyên. Bây giờ để được đến bí cảnh vĩnh sinh xem thử mà không thể không tới đây làm cung phụng, hay thật, vừa tới làm cung phụng đã có người đến gây chuyện. Mẹ kiếp! Hôm nay hắn ta phải giết người cho hả cơn giận mới được. Nhưng nghĩ lại, kẻ nào cũng đáng để hắn ta ra tay ư. Nghĩ tới đây, hắn ta lại ngồi xuống, chỉ là một thanh niên thôi, ta ra tay thì dùng dao mổ trâu để giết gà quá. Cố hội trưởng, ông giải quyết hắn đi, ông yên tâm. Nếu người phía sau hắn ra tay thì ta sẽ giải quyết giúp ông. Nghe câu này của Vũ Thần, Cố hội trưởng mỉm cười, có câu này của Vũ Thần là ta yên tâm rồi. Nói rồi ông ta lại do dự, nếu người phía sau hắn đông quá thì sao? Vũ Thần cười nhẹ, đông người cũng vô ích, đến bao nhiêu, bản thần giết bấy nhiêu. Nếu hắn dám gọi người thì ta diệt cả 10 tộc nhà hắn. Nghe Vũ Thần nói thế, Cố Vân Hải lập tức yên tâm. Ông ta biết vị đang đứng trước mặt này còn mạnh hơn cả đại đế. Ông ta chắp tay chào Vũ Thần, sau đó dẫn theo vị cầm quản sự rời khỏi đó. Khi hai người tới chiến trường, Diệp Quân đã liên tục giết gần 100 cường giả của Thương hội Vân Hải. Thấy thế, mặt Cố Vân Hải biến sắc, ông ta không thể ngờ thiếu niên kiếm tu này lại mạnh đến vậy. Cường giả cảnh giới thần đế của Thương hội Vân Hải cũng không phải đối thủ của hắn. Mẹ kiếp, đây không phải là kiếm tu bình thường rồi. Đúng lúc này, mảng thời không xa xa đột nhiên tối sầm, ngay sau đó, mấy tên cường giả của Thương hội Vân Hải mất mạng tại chỗ. Hỗn xược! Chứng kiến cảnh đó, Cố Vân Hải giận dữ gầm lên, ngươi là kẻ nào, dám tới Thương hội Vân Hải chúng ta dương oai diễu võ. Xa xa, Diệp Quân nghe thấy thế bèn dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Cố Vân Hải, ánh mắt lóe sát ý, ông là hội trưởng của Thương hội Vân Hải. Cố Vân Hải lạnh lùng nhìn hắn, đúng vậy. Diệp Quân lạnh nhạt chỉ kiếm vào cầm quản sự, cô ta lừa ta 600 triệu linh nguyên, ông định xử lý thế nào? 600 triệu. Nghe Diệp Quân nói thế, Cố Vân Hải cả kinh trong lòng, nhìn cầm quản sự. Cầm quản sự biến sắc, vội vã lấy một chiếc nhẫn không gian đưa tới trước mặt Cố Vân Hải, nghiêm túc nói, hội trưởng, hắn có thể thoải mái lấy ra 600 triệu linh nguyên như thế, nhất định trên người còn nhiều hơn nữa. Cố Vân Hải nheo mắt, nhìn chiếc nhẫn không gian trước mặt, trầm ngâm. Chuyện Thương hội Vân Hải ăn chặn của người khác vốn cũng không phải chuyện lạ, nhưng ông ta không ngờ, 600 triệu mà cầm quản sự này cũng dám nuốt riêng, một tay thiếu niên có thể vô tư lấy ra 600 triệu, liệu có thể là người thường sao? Cầm quản sự lại nói, hội trưởng, người này đã có thù với chúng ta, chắc chắn không còn khả năng hòa giải, nếu đã thế chi bằng chúng ta dứt khoát giết hắn. Trong tay hắn ít nhất phải còn hơn tỷ linh nguyên. Cố Vân Hải nhìn về phía Diệp Quân nơi xa xa, thoáng do dự.
người này, chỉ e là địa vị không thấp đâu. Cầm quản sự lại tiếp tục, chúng ta có Vũ Thần. Vũ Thần. Nghĩ đến thực lực khủng bố của Vũ Thần, nỗi lo lắng trong lòng Cố Vân Hải lập tức bị gạt sạch. Ông ta thu chiếc nhẫn không gian trước mặt, nhìn Diệp Quân, cười nhạt, ăn chặn 600 triệu linh nguyên của ngươi. Nói láo, thương hội Vân Hải của chúng ta sao có thể có hành vi bỉ ổi như vậy? Ta thấy đây rõ ràng là ngươi cố tình đến kiếm chuyện, muốn tống tiền thương hội Vân Hải chúng ta. Người đâu, giết hắn. Cố Vân Hải vừa dứt lời, sau lưng đã xuất hiện vô số cường giả, trong đó còn có một vị có cảnh giới đại đế. Phía xa, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Thấy Diệp Quân muốn tấn công, cường giả đại đế kia gầm lên, trước mặt bản đế mà cũng dám làm càn à. Nói đoạn, ông ta định ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một bóng người đột ngột lao thẳng về phía ông ta. Đó là thượng cổ thần khôi của Diệp Quân. Thượng cổ thần khôi này tung ra một kiếm, chém bay đại đế kia ra xa mấy trăm trượng. Thấy vậy, đại đế vừa sợ lại vừa tức, nhưng thượng cổ thần khôi đã lại xách kiếm lao về phía ông ta rồi. Đại đế không dám phân tâm nghĩ nhiều, đồng thời cũng thu lại tâm lý khinh thường trước đó, tung người lao về phía thượng cổ thần khôi. Bên kia, Diệp Quân đang nhào về phía Cố Vân Hải. Thấy Diệp Quân xông tới, Cố Vân Hải lập tức biến sắc, hai tay vung chiêu, trong khoảnh khắc, một chiếc khiên màu vàng kim xuất hiện trước mặt ông ta. Kiếm tới. Rầm. Diệp Quân chém xuống một kiếm, chiếc khiên kia bị nghiền nát, sức mạnh khủng bố đẩy Cố Vân Hải lùi lại phía sau mấy nghìn trượng. Thấy thế, Cố Vân Hải vô cùng hoảng hốt, ông ta không ngờ thực lực của kiếm tu này lại khủng khiếp đến thế. Trông thấy Diệp Quân lại đang xông về phía mình, ông ta vội gào lên, mau giết hắn, mau giết hắn. Từ bốn phía, đám cường giả của thương hội Vân Hải đồng loạt lao lên. Xa xa, Diệp Quân nhìn bọn chúng, đáy mắt hằn lên ánh tàn nhẫn, hắn xông lên, chém ra một kiếm. Kiếm quang hiện ra. Ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng thời không mấy nghìn trượng trước mặt Diệp Quân bị nghiền nát, hơn chục cường giả của thương hội Vân Hải xông lên đầu đều bị hạ gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố đó, Cố Vân Hải vội quay người chạy trốn. Cố Vân Hải bỏ chạy. Đám cường giả còn lại của thương hội Vân Hải mất sạch ý chí chiến đấu, cũng bỏ chạy tứ tán. Thiếu niên này giết cường giả thần đế cũng nhẹ nhàng như giết một con gà, thật quá đáng sợ. Bọn họ chỉ là những kẻ làm công nhận chút tiền lương, liều mạng vì chút tiền ấy thật sự không đáng. Diệp Quân quay sang nhìn Cố Vân Hải và cầm quản sự, lắc mình xông tới. Thấy Diệp Quân xông lại gần, sắc mặt Cố Vân Hải tức thì biến đổi kịch liệt, vội gào to, Vũ Thần, cứu ta. Vũ Thần. Cố Vân Hải vừa dứt lời, thời không phía chân trời xa xa chợt sôi sục, giây lát sau, một luồng uy lực nứt đất bổ trời cuồn cuộn ập tới. Diệp Quân vội ngừng lại, nhìn về phía đó, uy lực kia vừa xuất hiện, Vân Hải giới này liền trở nên hư ảo. Chỉ một luồng uy lực đã khiến Vân Hải giới không chịu nổi rồi. Diệp Quân nheo mắt, tay phải siết chặt ý kiếm trong tay, đáy mắt căng thẳng, nhưng không hề có ý định lùi bước. Lúc này, phía chân trời đột ngột có một người đàn ông xuất hiện, ông ta bước thong thả tới bên cạnh Cố Vân Hải. Người này chính là Vũ Thần. Trông thấy Diệp Quân, Vũ Thần sững sờ, vô thức buột miệng chửi thề, mẹ kiếp. Diệp Quân cũng nhíu mày, hắn không ngờ lại chạm mặt người kia ở nơi này. Người kia cùng phe với thương hội Vân Hải. Cố Vân Hải thấy Vũ Thần tới bèn vội vàng nói ngay, Vũ Thần. Chính là người này, giết hắn. Vũ Thần quay phát lại nhìn Cố Vân Hải, nhăn mặt, chúng ta thân lắm à? Cố Vân Hải kinh ngạc ra mặt, Vũ Thần. Vũ Thần nghiêm nghị nói, hai ta không quen, đừng có gọi bừa. Ngươi! Cố Vân Hải hốt hoảng, liên tục lùi lại. Vũ Thần liếc nhìn Diệp Quân, nói, ngươi lại dám trắng trợn đi cướp của. Có lẽ, thấy cảnh tượng ở đây, Vũ Thần còn tưởng Diệp Quân tới cướp bóc của người ta. Diệp Quân lạnh lùng nói, ả kia ăn chặn 600 triệu linh nguyên của ta. Sau đó, hắn kể lại ngọn nguồn sự tình cho Vũ Thần. Nghe xong, Vũ Thần nhìn về phía cầm quản sự đã tái nhợt mặt mày, người dám ăn chặn linh nguyên của hắn. Người điên à, hả? Sắc mặt cầm quản sự càng nhợt nhạt hơn. Vũ Thần lắc đầu, đi cướp của người nhà họ Dương. Sao người này dám làm thế? Ông ta còn chả dám. Ngay vào lúc này, Cố Vân Hải đột nhiên xòe tay,
một lệnh bài từ lòng bàn tay ông ta phóng lên cao. Tính gọi người. Thấy thế, Vũ Thần cau mày. Diệp Quân nhìn Vũ Thần, ông tới đây để giúp bọn họ phải không? Vũ Thần vội lắc đầu, ta không thân với bọn chúng, thật đấy, không thân quen gì. Diệp Quân chỉ liếc nhìn Vũ Thần một cái rồi lao thẳng về phía Cố Vân Hải, kiếm quang lóe lên, nháy mắt đã xông tới trước mặt. Cố Vân Hải biến sắc, lại lấy ra một chiếc khiên chắn trước người. Rầm, kiếm hạ xuống, khiên trước mặt bị đánh tan, sức mạnh cực lớn từ đó hất bay Cố Vân Hải ra phía sau hơn nghìn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, thân thể đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Vèo, một thanh kiếm lao tới, đâm chính giữa hai chân mày của Cố Vân Hải, ghim chặt ông ta lại. Đúng lúc này, từ chân trời xa xa chợt vang lên một tiếng hét phẫn nộ, hỗn xược. Âm thanh vừa vẳng tới, một bàn tay khổng lồ từ trên không trung đột ngột chụp xuống, hướng thẳng về phía Diệp Quân. Đây là cường giả cảnh giới đại đế. Hơn nữa, đây còn là một vị tuế nguyệt đại đế. Đối mặt với vị đại đế này, Diệp Quân vẫn không hề sợ hãi. Chân phải dẫm mạnh một cái, cầm kiếm phóng lên cao, chém tới phía trước. Kiếm quang lan ra vạn trượng. Một kiếm này bổ nát bàn tay khổng lồ kia, chỉ có điều, sau đó Diệp Quân cũng bị chấn động, lùi lại hơn nghìn trượng. Một ông lão khoác bộ áo choàng sặc sỡ xuất hiện cách Diệp Quân không xa, ông ta nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi là kẻ nào mà dám đụng tới sản nghiệp của Thánh Tông ta? Chủ nhân chân chính của Thương hội Vân Hải này chính là Thánh Tông. Thánh Tông. Diệp Quân nhìn ông lão áo choàng sặc sỡ kia một cái, ông ta đang định nói thêm điều gì, Diệp Quân đã xông thẳng tới. Thấy Diệp Quân dám phớt lờ cả cái danh Thánh Tông này, ông ta nổi giận, hỗn xược. Vừa dứt lời, ông ta đã bước lên một bước, vung quyền đánh ra, trong tích tắc, có nghìn vạn quyền ồ ạt xông tới, nháy mắt hóa thành một vùng biển quyền phong, bao phủ lấy Diệp Quân. Lúc này, bên trong biển quyền phong đó, một luồng kiếm quang đột ngột phút lên. Ầm. Diệp Quân cùng ông lão kia đồng thời lùi lại. Khi đứng vững được, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, sắc mặt vừa kinh sợ lại vừa giận dữ, ngươi. Ông ta không thể ngờ, thiếu niên trước mặt mới chỉ đạt cảnh giới thiên tiên mà lại có thực lực khủng bố đến thế. Diệp Quân không nhiều lời vô ích, nhanh nhẹn hóa thành một tia kiếm quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn lại muốn tấn công. Thấy thế, sắc mặt ông lão kia trở nên dữ dằn, người đã quá đề cao bản thân rồi. Vừa nói, ông ta vừa bước ra, vung quyền về phía Diệp Quân một lần nữa. Quyền này dường như chứa đựng luồng sức mạnh tuế nguyệt vô tận từ lòng bàn tay ông ta, thoáng chốc đã khiến Vân Hải giới bắt đầu vỡ vụn. Tuế nguyệt đại đế. Một quyền đánh ra, tịch diệt một giới. Nhưng Diệp Quân vẫn không hề sợ hãi, hắn đã biến mất khỏi vị trí, chém ra một kiếm. 45 đạo trong thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Một kiếm vừa đánh ra, Vân Hải giới vốn đã lung lay mờ ảo liền tan vỡ ngay lập tức. Ầm ầm, một luồng kiếm quang bùng lên, Diệp Quân cùng vị Tuế Nguyệt Đại Đế kia đồng thời lùi lại, Diệp Quân lùi hết nghìn trượng mới dừng được. Vừa dừng lại, khóe miệng hắn đã tràn một tia máu, nhưng hắn vẫn cười lớn, Tuế Nguyệt Đại Đế. Chỉ đến thế thôi, tiếp tục. Dứt lời, hắn lại xông lên một lần nữa. Kiếm quang xé toạc thời không. Xa xa, vị Tuế Nguyệt Đại Đế kia thấy thế, đáy mắt lóe lên một tia hung ác, bước lên phía trước một bước, vung tay đánh ra mấy trăm quyền. Ầm ầm, kiếm quang cùng quyền phong lao vào nhau, sau đó cùng tan biến. Hai người đánh liên tiếp mấy trăm chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Vũ Thần đứng bên, chứng kiến trận này, lòng càng kinh hãi, Diệp Quân này mới bao nhiêu tuổi mà thực lực đã mạnh đến vậy rồi. Người mang thiên mệnh thế hệ này hình như có thiên phú hơi khủng khiếp quá. Ầm ầm. Phía xa xa, Diệp Quân cùng ông lão kia đồng thời lùi lại liên tục, đủ vạn trượng mới dừng lại. Diệp Quân kìm được bước chân, khóe miệng lại trào một dòng máu tươi, nhưng trên môi lại mỉm cười. Vị Tuế Nguyệt Đại Đế kia thì ngược lại, sắc mặt âm trầm, toàn thân đầy những vết kiếm, ông ta nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, hẳn lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Nhưng dù kẻ chống lưng cho ngươi là một vị Tuế Nguyệt Đại Đế thì hôm nay Thánh Tông ta cũng phải giết ngươi bằng được. Vừa dứt lời, thời không sau lưng ông ta đã nứt ra, một ông lão cấp bậc Đại Đế khoác áo choàng màu đỏ chậm rãi đi ra. Lại thêm một vị Tuế Nguyệt Đại Đế.
hai cường giả Tuế Nguyệt Đại Đế cùng ra tay. Ông lão áo đỏ liếc nhìn Diệp Quân, nói, lai lịch của người này hẳn không đơn giản đâu. Ông lão áo choàng sặc sỡ kia khinh thường, hắn dám giết người của Thánh Tông ta thì dù sau lưng hắn có Tuế Nguyệt Đại Đế nào làm chỗ dựa, Thánh Tông ta cũng phải tận diệt. Dứt lời, ông ta phóng thẳng về phía Diệp Quân. Ông lão áo đỏ chỉ do dự một tích tắc, sau đó cũng lao theo. Hai đánh một. Xa xa, Diệp Quân thấy vậy, ánh mắt lạnh như băng, không hề nói một lời, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, xông lên. Một chống hai. Thì sợ chi? Phú thần cau mày, rồi đột nhiên lại cảm nhận được điều gì, ông ta quay phát về phía đám mây nơi chân trời xa xa, trên đó có một người phụ nữ trong bộ váy trắng. Vừa thấy người phụ nữ kia, sắc mặt phú thần tức thì thay đổi kịch liệt, chỉ kịp rủa một câu mẹ kiếp rồi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ông ta chạy rất nhanh, giây lát đã ra khỏi loạn tinh giới. Bên ngoài loạn tinh giới, phú thần còn chưa hoàn hồn. Người phụ nữ kia lại xuất hiện nữa. Ông ta buộc phải chạy trốn khỏi loạn tinh giới là vì ông ta biết, người phụ nữ này thường được người ta gọi là kẻ kết liễu bản đồ. Một khi người đó ra tay, nhất định phải có một thế giới bị xóa sổ. Nếu chậm chân, có lẽ lát nữa chính ông ta sẽ bị chôn vùi cùng toàn bộ loạn tinh giới. Trốn ra ngoài rồi, vũ thần mới nhìn quanh, ông ta chợt ngẩn người, lòng chua xót. Những tưởng rời xa vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ, tới nơi này rồi, mình sẽ được tận hưởng cảm giác vô địch, ai ngờ đã mò tới tận đây, không chỉ không thể vô địch mà cả tiền tài cũng bị cái tay thanh niên dựa vào bóng ông cha mình cưỡng chế cướp sạch. Thế gian này quả là không còn lẽ phải nữa rồi. Phú thần thở dài, nhìn quanh một lượt rồi quay đầu bỏ đi, chiếc bóng cô đơn đáng thương. Thôi thì lại tiếp tục tìm một thế giới nào cấp thấp hơn chút đi. Ông ta vẫn thích cảm giác vô địch hơn. Trong vân hải giới, rầm, Diệp Quân vừa bị hai vị đại đế đánh lui ngoài vạn trượng, với thực lực của hắn bây giờ, lấy một chọi một đã hơi quá sức, mà nay, có đến hai vị Tuế Nguyệt đại đế liên hợp, hắn bị đẩy vào thế không thể chống trả. Vừa dừng lại, khóe miệng trào máu tươi, Diệp Quân chưa kịp lau đi thì một quyền ấn đã đánh về phía hắn. Diệp Quân xông lên phía trước, vung kiếm chém mạnh. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Thân thể hắn đã trọng thương, lần thứ hai thi triển thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm khiến cơ thể hắn rách toạc, máu tươi ồ ạt trào ra, vô cùng đáng sợ. Rầm. Một kiếm chém xuống, Diệp Quân lập tức lui lại, ông lão áo sặc sỡ vừa vung quyền cũng bị đẩy lùi vạn trượng. Sau khi dừng lại, ông ta liếc nhìn cánh tay phải đã nứt vỡ của mình, lòng đầy hoảng hốt, thiếu niên kia mới chỉ tới cảnh giới thiên tiên, nhưng năng lực chiến đấu thật quá cao. Vị đại đế áo đỏ bên cạnh trầm giọng nói, hắn là kiếm tu đạt cảnh giới phá phàm. Cảnh giới phá phàm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không thể tin nổi. Trong loạn tinh giới này, từ bao giờ lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như thế? Ông lão áo đỏ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân ở phía xa, đáy mắt tràn đầy sát ý, người này quá yêu nghiệt, nếu đã có thủ với chúng ta thì buộc phải bóp chết ngay. Tránh cho hắn lại trở thành mối họa lớn cho Thánh Tông ta trong tương lai. Ông lão áo sặc sỡ gật đầu, hai người cùng xông lên lần nữa. Xa xa, Diệp Quân nuốt một viên thuốc, thấy hai vị Tuế Nguyệt đại đế xông lại, hắn không hề lùi bước mà còn dấn tới, hóa thành một luồng kiếm quang, xông thẳng lên. Cứ đánh rồi tính. Giữa không trung, kiếm quang tung hoành ngang dọc, quyền phong rít vèo vèo, từng luồng uy lực mạnh mẽ vô song liên tục tản ra bốn phía. Thời không liên tục vỡ vụn. Tuy Diệp Quân vẫn luôn ở thế yếu một cách toàn diện nhưng hai vị Tuế Nguyệt đại đế kia cũng không cách nào giết chết hắn. Song, thua trận và mất mạng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Diệp Quân cũng đã gần kề đến ranh giới bỏ mình, từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn phải đè nén lửa giận. Diệp Quân luôn là người thích nói lý lẽ công bằng, giờ phút này, hắn nhận ra, chỉ nói lý không là không được. Bản chất của thế giới này vẫn là kẻ mạnh làm vua. Muốn nói lý với người ta, việc đầu tiên là nắm đấm phải đủ cứng, nếu không, khi ta nói lý với bọn chúng sẽ giở trò chơi xấu ta. Ầm ầm. Đúng lúc này, một vùng kiếm quang nát vụn, Diệp Quân bị đẩy lùi mấy nghìn trượng, vừa dừng lại, một cường giả đại đế đã xông thẳng tới. Diệp Quân chém một kiếm thật mạnh. Rầm. Diệp Quân lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, trong lúc bị đánh bay,
thân thể hắn bắt đầu nứt ra từng tấc, máu thịt văng tứ phía, khi hắn dừng lại được thì chỉ còn linh hồn. Tuy chỉ còn lại linh hồn nhưng Diệp Quân vẫn không hề sợ hãi, tay phải cầm chắc kiếm, tiếp tục xông lên, kiếm vực lại một lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó, hắn dồn sức mạnh linh hồn, đánh ra một kiếm bất bại, một kiếm dốc toàn lực. Một kiếm này vừa đánh ra, vị đại đế áo đỏ đang phóng về phía hắn tức thì bị đánh bay, ông ta dừng lại, thân thể cũng vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Ông lão áo đỏ kinh hãi vô cùng. Nếu thiếu niên trước mắt đây có thể trở thành đại đế thì trong số các đại đế, liệu còn ai có thể là đối thủ của hắn? Thiên phú của người này thật quá khủng khiếp. Lúc này, vị đại đế còn lại cũng đã vọt tới trước mặt Diệp Quân, vung tay đánh thẳng một quyền. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh lùi vạn trượng, khi hắn dừng lại được, linh hồn đã trở nên mờ ảo. Diệp Quân nhìn xuống tay phải, nó đã mờ ảo đến gần như trong suốt, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó lại xông lên, linh hồn bùng cháy dữ dội. Thiêu hồn. Thấy thế, ông lão áo sặc sỡ trước mặt Diệp Quân lập tức thay đổi sắc mặt, người điên rồi hả? Vào thời khắc này, linh hồn của Diệp Quân đã yếu ớt vô cùng, còn tiếp tục thiêu hồn, chỉ sợ sẽ thật sự chết đi. Thế này, là muốn liều chết. Ông lão kia hoảng hốt trong lòng, không muốn chống đỡ một kiếm này của Diệp Quân, định lùi lại phía sau, nhưng kiếm của Diệp Quân thật sự quá nhanh, nháy mắt đã tiến tới trước mặt ông ta. Kiếm hạ xuống, vị đại đế áo sặc sỡ đó bị đánh bay, khi ông ta dừng lại được, thân thể cũng nát vụn, chỉ còn lại linh hồn. Ông ta ngơ ngẩn cả người, nhìn về phía Diệp Quân ở nơi xa, lúc này, Diệp Quân chẳng khác nào một ngọn lửa hừng hực cháy, linh hồn đang biến mất dần. Ông lão áo sặc sỡ kia không tiếp tục ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, với tốc độ thiêu đốt này, tối đa là nửa khắc nữa, linh hồn của Diệp Quân sẽ bị đốt cháy thành hư vô, cuối cùng, thần hồn cùng diệt sạch. Bởi vậy, ông ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn cả là, ông ta sợ Diệp Quân lúc sắp chết còn liều một phen, kiếm của hắn vào thời khắc này thật quá đáng sợ, dù ông ta là một tuế nguyệt đại đế cũng không dám đối đầu trực diện. Diệp Quân liếc nhìn hai vị tuế nguyệt đại đế bị mình đánh tan thân thể, sắc mặt ảm đạm, khẽ thở dài, mình vẫn còn quá yếu. Mẹ nó! Ông lão áo sặc sỡ kia nghe thấy thế liền giận tím mặt, lời của Diệp Quân lọt vào tai ông ta chẳng khác nào một cái bạt tai vang dội. Một gã thiếu niên mới tới cảnh giới thiên tiên, một mình đánh với hai tuế nguyệt đại đế, diệt được thân thể của cả hai tuế nguyệt đại đế, như thế còn chưa thấy đủ sao? Ngươi còn muốn cái gì nữa? Sắc mặt vị đại đế áo đỏ cũng vô cùng khó coi, lời Diệp Quân nói thật giống như vả vào mặt bọn họ vậy. Nhưng vào lúc này, khi linh hồn đã bị thiêu đốt gần như không còn, Diệp Quân lại xông lên một lần nữa, vung kiếm bổ về phía hai vị tuế nguyệt đại đế. Thấy thế, hai vị đại đế đều biến sắc, nhưng cả hai đều không hề lùi bước, đồng thời dấn bước tiến lên, cùng ra tay chống trả. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân hóa thành một ngọn lửa. Bay ra ngoài, hai vị đại đế cũng lùi lại mấy nghìn trượng mới dừng được, khi dừng lại, linh hồn của họ cũng đã trở nên mờ ảo. Bên kia, lúc này Diệp Quân lại đột nhiên có biến hóa, hơi thở tăng mạnh, tăng vọt từ cảnh giới thiên tiên lên đến chí tiên. Chứng kiến cảnh tượng này, hai vị đại đế nhìn nhau, sắc mặt hoảng hốt. Tăng cảnh giới vào lúc này. Nhưng cũng may, vào thời khắc này, Diệp Quân đã cận kề cái chết, nếu không... Sau khi tăng cao cảnh giới, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên cực nhanh. Diệp Quân không tiếp tục tấn công, hắn chậm rãi ngã xuống, nhìn về phía chân trời, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Nhưng hắn không hối hận. Chết cũng không hối hận. Con người sống trên đời, chính là vì một chút kiêu hãnh này, nếu cái gì cũng tính toán được mất, mọi việc đều phải suy tính theo lý trí, thì cuộc sống còn có gì thú vị. Con người cần lý trí. Nhưng không thể vì quá lý trí mà đánh mất nhiệt huyết. Nhìn linh hồn Diệp Quân ở nơi xa xa đang ngày một mờ ảo đi, hai ông lão cũng nhẹ nhàng thở ra, người kia rốt cuộc cũng sắp chết rồi. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, chính bọn họ cũng khó lòng chịu đựng thêm. Đúng vào khoảnh khắc linh hồn Diệp Quân sắp tan biến, một sức mạnh ôn hòa lan đến, kéo linh hồn của hắn lại, ngay sau đó, có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng. Nhìn thấy người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện, Diệp Quân không hề vui vẻ,
ngược lại, sắc mặt dường như còn ảm đạm hơn. Người phụ nữ váy trắng kia vung tay áo phất một cái, ngọn lửa trên người Diệp Quân biến mất, bà ấy nhìn Diệp Quân, hỏi, thế nào? Diệp Quân hơi gục đầu, khẽ nói, lại để người phải ra tay cứu, chắc hẳn người rất khinh thường con nhỉ. Người phụ nữ váy trắng kia chỉ nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nắm tay siết chặt, nói nhỏ, cô có thể mở phong ấn cho con không? Người phụ nữ kia gật đầu, có thể. Dứt lời, bà ấy phất tay áo, phong ấn trong cơ thể Diệp Quân lập tức biến mất. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, mở lòng bàn tay, thanh kiếm hành đạo hiện ra trong tay hắn. Tay phải hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, sau đó mới nhỏ giọng, cảm ơn tiểu đạo, người đã làm bạn cùng ta suốt chặng đường qua. Nói đoạn, hắn giao kiếm trả cho người phụ nữ váy trắng, cô, xin trả lại kiếm cho người. Người phụ nữ kia nhìn thanh kiếm hành đạo trước mặt, hỏi, vì sao? Diệp Quân nhếch miệng cười, con không muốn lại bị mọi người coi thường, cũng không muốn bị thế nhân coi là kẻ chỉ biết dựa vào ông cha, từ nay về sau, con muốn thực sự dựa vào chính mình, dù có bỏ mạng, cũng tuyệt không gọi người tới giúp. Nói xong, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân như vừa thả lỏng, giống như xiềng xích treo trên người vừa được gỡ xuống. Ông, cha, cô, bác, từ nay, tất cả đều không còn liên quan gì tới Diệp Quân hắn nữa. Con đường phía trước, hắn muốn tự mình bước đi, có thể đi sẽ đi tiếp, không thể, vậy thì chết thôi. Từ lúc này, hắn chính là Diệp Quân, không còn là cháu của vị nào, không còn là con của ai kia. Người phụ nữ váy trắng nhìn thanh kiếm hành đạo trước mặt, trầm ngâm một lát, đang định lên tiếng thì vị đại đế áo sặc sỡ bên kia đột nhiên lên tiếng, ngươi chính là người đứng phía sau hắn. Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn ông ta là cô nó. Cô, ông ta nheo mắt, ngươi cũng dám đối địch với thánh tông ta, ngươi. Ồn quá, người phụ nữ kia vung tay áo lên, một thanh kiếm phóng ra, đâm ngay giữa chân mày ông ta, ghim chặt ông ta lại. Bị ghim chặt, sắc mặt ông lão áo sặc sỡ kia tức thì thay đổi, kinh hãi nhìn người phụ nữ váy trắng, ngươi là một mệnh vận đại đế. Ngươi, ông lão áo đỏ đứng bên cũng hốt hoảng, ông ta biết, nếu là trong tình huống bình thường, ông ta cùng vị đại đế bên cạnh liên hợp lại không phải không thể đấu với người phụ nữ trước mặt, nhưng vào lúc này, hai người bọn họ chỉ còn linh hồn, không phải là đối thủ của người kia. Vì vậy, ông ta xòe tay, một lệnh bài đỏ rực phóng vút lên cao. Sau đó biến mất trong không trung. Ông ta muốn gọi thêm người. Rầm. Trong khoảng không sâu thẳm, từng luồng hơi thở vô cùng khủng bố ào ào tràn xuống như thủy triều mãnh liệt. Cường giả của Thánh Tông đã tới. Vào lúc này, không trung đột nhiên nứt vỡ, một người đàn ông trung niên đang chậm chậm bước ra. Người này chính là tông chủ của Thánh Tông ngày nay, Thánh Kỳ, đồng thời cũng là một trong năm vị mệnh vận đại đế của Tinh Hải giới. Sau lưng Thánh Kỳ còn có 4 vị Tuế Nguyệt Đại Đế cùng 9 gã Đại Đế bình thường. Gần như toàn bộ cường giả cao nhất của Thánh Tông đều đã tới đây. Mệnh vận Đại Đế. Cho dù là Thánh Tông cũng không dám coi khinh, đương nhiên, Thánh Tông cũng sẽ không sợ, dù sao thì bọn họ cũng đông người hơn, mà người phụ nữ váy trắng trước mắt chỉ có một mình. Thánh Kỳ nhìn chằm chằm người phụ nữ bên dưới, hỏi từ bao giờ Tinh Hải giới lại xuất hiện một vị mệnh vận Đại Đế thế kia? Người phụ nữ váy trắng chẳng hề để ý, chỉ nhìn Diệp Quân, cô chưa bao giờ khinh thường con. Diệp Quân cúi đầu, không nói một lời. Người phụ nữ lại bảo, nhưng nếu con đã muốn tự dốc sức bước lên con đường mình muốn đi thì cô sẽ ủng hộ quyết định của con, như vậy đi, cô sẽ cùng con đi nốt chặng cuối này, con thấy sao? Diệp Quân gật đầu, nói khẽ, được ạ. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, ánh mắt như đang nhìn một đứa nhỏ. Lòng đột nhiên thương xót khôn cùng, bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói nhỏ, sau khi xong việc này, cô cũng phải từ biệt phàm trần thế tục này rồi. Diệp Quân nghi hoặc nhìn bà. Nhưng người phụ nữ kia không nói thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn đám người trong không trung, mỉm cười, chờ ta một lát. Nói đoạn, bà ấy lại nhìn Diệp Quân, cười hỏi, muốn biết cô mạnh đến đâu không? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bà ấy, mới kiếm giết chết mệnh vận đại đế. Người phụ nữ váy trắng cười khẽ tầm mắt hạn hẹp quá. Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ kia lại xoa đầu Diệp Quân, mệnh vận đại đế chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, không
không cần dùng đến kiếm. Vừa dứt lời, bà ấy quay đầu liếc nhìn Thánh Kỳ một cái. Thánh Kỳ lập tức bị diệt tan. Một ánh mắt, tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ như hóa đá. Ngay cả Diệp Quân cũng vậy, có cô che chở, ai dám động vào con. Thời khắc này, bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao phủ khắp đất trời. Những cường giả Thánh Tông có mặt ở đó đều há hốc miệng, mắt trừng to như không thể tin nổi. Giết chết một mệnh vận đại đế trong tích tắc chỉ bằng một ánh mắt. Đây chính là mệnh vận đại đế đó. Là cường giả cực mạnh trong trời đất. Các cường giả của Thánh Tông như thể đã hóa đá tập thể, lòng sợ hãi tột cùng. Diệp Quân cũng ngây người. Chỉ một ánh mắt đã có thể giết chết một vị mệnh vận đại đế trong tích tắc. Như thế có phải hơi ảo không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, cười khẽ, chỉ cần ta không muốn chết thì không ai có thể giết ta, chỉ cần ta không muốn cho sống, ai ta cũng có thể giết. Đây là lời hắn từng nói. Diệp Quân siết chặt nắm tay, nỗi xúc động dâng trào mãnh liệt trong lòng, đây cũng là mục tiêu của hắn. Người phụ nữ váy trắng lại nhẹ nhàng nói, chỉ cần con đánh bại được ta, con sẽ thật sự trở nên vô địch, con có lòng tin không? Diệp Quân hỏi, cha có đánh thắng được cô không? Người phụ nữ váy trắng chớp mắt, có. Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ váy trắng lại nói thêm, huynh ấy đánh ta không chống trả. Diệp Quân cười khổ, thì ra là thế. Người phụ nữ váy trắng lại cười bảo, con đường trước mặt con còn rất dài, nhưng ta tin rằng con có thể đi được rất xa, bởi vì con có lòng quyết tâm phá bỏ quá khứ để gây dựng lại. Nói đoạn, bà ấy cầm thanh kiếm hành đạo lên, thực ra, con biết gì không? Ta vẫn luôn chờ con chủ động trả thanh kiếm này cho ta. Nhưng ta không ngờ ngày này lại tới nhanh như thế. Thanh kiếm này không chỉ là kiếm của ta mà còn là đạo của ta đi theo đạo vô địch, nhưng nó không phải là đạo của con, khi con đặt nó xuống cũng là lúc đạo vô địch của con chính thức được mở ra. Thì ra là thế. Diệp Quân gật đầu, cười nói, con hiểu rồi. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng nói, ta đi đây. Diệp Quân nhìn theo người phụ nữ váy trắng, nỗi lưu luyến đột nhiên trỗi dậy trong lòng, chúng ta sẽ còn gặp mặt chứ? Người phụ nữ váy trắng chỉ cười mà không nói. Diệp Quân căng thẳng nhìn bà ấy. Người phụ nữ váy trắng khẽ bảo, nếu con đi đủ nhanh, hẳn là chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Quân run run, chúng ta, cô, người. Người phụ nữ váy trắng nhoẻn miệng cười, có biết vì sao hôm nay ta lại vui vẻ như thế không? Diệp Quân lắc đầu, hôm nay quả thực trông cô của hắn không giống như ngày thường. Thường trước đây, hắn gần như không thể thấy được nụ cười như thế trên mặt bà ấy, nhưng hôm nay, bà ấy vẫn luôn mỉm cười, thật là khác thường. Người phụ nữ váy trắng lại khẽ cười, ca đã hứa với ta, buông bỏ tất cả, không quản đến chuyện thế tục, cùng ta đi chu du khắp trốn. Thời gian, địa điểm đều do ta quyết định. Nói đoạn, bà ấy hơi dừng lại. Trên môi thoáng một nụ cười đẹp đến rung động lòng người, chỉ có hai chúng ta. Diệp Quân ngẩn ra. Người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu liếc nhìn lên bầu trời, trên mặt đã không còn vẻ rửng rưng khinh khi, thay vào đó là nét cười dịu dàng, ta cảm thấy hệ ngân hà khá đẹp, vậy thì trạm thứ nhất là tới hệ ngân hà đi. Bên đó dưa khá là ngon, có thể nếm thử. Nói xong, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, này nhóc, hãy nỗ lực tu luyện. Ta chờ đến ngày con có thể đánh bại ta nói cho con một bí mật, thực sự cô của con rất rất mạnh, mạnh đến độ con không tưởng tượng nổi đâu, ha ha, lúc nào rảnh thì tới hệ ngân hà thăm ta, hoặc là, khi không muốn cố gắng nữa thì gọi ta một tiếng, có cô che chở, xem toàn bộ vũ trụ này, ai dám động vào con. Lời vừa dứt, bà ấy đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang, phóng vút lên cao. Người phụ nữ váy trắng mang theo kiếm hành đạo đi mất. Cùng lúc đó, từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, giọng bà ấy lại truyền ra, cô sẽ giúp con việc này, cô trấn áp chủ nhân bút đại đạo trong hệ ngân hà, chỉ cần ông ta không ra khỏi hệ ngân hà, từ nay về sau, thế gian không còn bút nào có thể tự ý sửa đổi vận mệnh con nữa. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, lát sau, hắn nở nụ cười vui sướng, là sự vui sướng từ trong tim. Lần đầu tiên nhìn thấy cô của mình, hắn chỉ thấy khắp người bà ấy tràn ngập sát ý. Sắc mặt lạnh băng không một nụ cười, mấy lần sau đó cũng vậy. Nhưng lần này, hắn có thể cảm nhận được, cô của mình đang thật sự vui vẻ.
Thì ra, mục tiêu của bà ấy chỉ đơn giản là có ca ca làm bạn bên mình. Mà nay, kiếm chủ nhân gian rốt cuộc vui lòng buông bỏ mọi thứ, đi theo bà ấy. Ông ấy thực sự đã nợ muội muội mình rất nhiều. Diệp Quân chăm chú nhìn về chân trời, hệ ngân hà, đợi khi nào thực lực của hắn lớn mạnh hơn một chút, hắn muốn thử tới đó xem thế nào. Diệp Quân biết, mẫu thân Tần Quan của mình cũng đến từ hệ ngân hà. Nhưng cũng vào lúc này, một ý nghĩ chợt thoảng qua trong đầu, sắc mặt Diệp Quân trở nên buồn bã, tâm tình cũng kém hẳn đi. Cô đi rồi. Cha cũng đi rồi. Mình đã thành một đứa trẻ mồ côi. Không đúng. Diệp Quân vội lắc đầu, hất văng suy nghĩ vừa rồi ra, ý tưởng đó thật quá nguy hiểm, cha vẫn còn sống mà. Nhưng hắn biết, nếu như cha mình đã lựa chọn buông bỏ tất cả để đi cùng muội muội thì điều đó cũng có nghĩa là từ nay về sau, vũ trụ quan huyên chỉ có thể do chính hắn tự gánh vác hết thảy. Còn về câu nói của cô hắn trước khi rời đi, không muốn cố gắng nữa thì gọi cô một tiếng. Diệp Quân lắc đầu cười cười, thân là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vẫn nên dựa vào chính mình để tìm chỗ đứng nơi thế gian đi. Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, có phải ngươi đang nghĩ, từ nay về sau sẽ chỉ dựa vào bản thân, kiên quyết không gọi cô. Diệp Quân gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Tiểu Tháp không nói gì thêm. Trước kia cũng từng có một người đàn ông mang suy nghĩ như vậy, sau đó chậc chậc. Nó rất tò mò, muốn biết người này có thể kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, nó cũng biết, người này cao ngạo kiêu hãnh, nếu thật sự có ngày đó, nhất định đó phải là thời khắc tuyệt vọng cùng cực, không gì sánh được. Diệp Quân dứt khỏi luồng suy tư, ngẩng đầu nhìn lên hư không, ông và bác đi rồi, hiện giờ cô với cha cũng đã rời đi, tiếp theo đây, con đường của mình sẽ càng thêm gian nan trắc trở. Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn đám cường giả của Thánh Tông đang ở cách đó không xa. Thấy Diệp Quân nhìn qua, đám cường giả kia lập tức biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Dù cho bọn họ thêm chục lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay với Diệp Quân nữa. Ngay cả mệnh vận đại đế cũng bị giết chết chỉ bằng một ánh mắt, bọn họ mà còn dám đánh, chẳng phải chê sống quá lâu hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.